Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 50. Thì ra là như vậy. Tô Thương nhớ lại cánh tay của Vương Phú Quý chẳng trách lại có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy. Ngay sau đó, Tô Thương lại nghĩ tới một chuyện, liền tò mò hỏi, nếu mấy người đều biết trái đất có người tu chân mạnh hơn thì tại sao còn dám chiếm đoạt các ngọn núi nổi tiếng ở trái đất, không sợ người tu chân nấp trong bóng tối xông ra giết hết toàn bộ mấy người sao? Những người đó không dám. Trường Phong đáp lại, những người đó không sử dụng linh khí còn đỡ, một khi sử dụng linh khí sẽ bị điểm xấu ăn mòn, đau đến mức không muốn sống, đồng thời sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên nghe nói trong những người kia có cao thủ cấp bậc chuẩn tiên đế, có đế khí, có thể coi thường điểm xấu. Trường Phong nói tiếp, nhưng những người đó lại càng không dám ra tay, mấy ngàn năm trước bọn họ đã phải ẩn nấp trong bóng tối như những con chuột rồi. Ông chủ tôi còn đang phiền muộn vì không tìm được vị trí của bọn họ đây. Nếu như bọn họ dám ra mặt, đương nhiên sẽ bị ông chủ tôi phát hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ phải chết. Như vậy sao? Tô Thương nhìn về phía Trường Phong, nhíu mày nói, người như Phong Khê thiếu gia chỉ cần cầm một vài thứ ẩn chứa đế khí thì đã có thể tránh được điểm xấu rồi, chẳng lẽ không sợ ở trái đất cũng sẽ tạo ra những thứ tương tự như thế, rồi giao cho đệ tử hoặc thuộc hạ của họ. Để họ ra tay hay sao? Có thể. Trường Phong trả lời, nhưng bọn họ thì không, bởi vì nếu làm vậy thì cậu chủ chúng tôi sẽ dùng khí vật tương tự như thế, để truy tìm vị trí của chuẩn tiên đế. Hiểu rồi, Tô Thương như hiểu ra, khẽ gật đầu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Nam Cung Ngự và Nam Cung Thập Tam Lang bỗng nhiên dẫn một đám cao thủ của gia tộc Nam Cung xông vào. Vừa rồi Tô Thương và Trường Phong đánh nhau, động tĩnh cũng không nhỏ. Kinh hãi đến bọn họ cũng là chuyện dễ hiểu. Trường Phong đại nhân, có chuyện gì vậy? Nam Cung Ngự đứng đầu tiên, cung kính dò hỏi. Cha nuôi, cha bị thương rồi hả? Nam Cung Thập Tam Lang vội vàng đi tới, đỡ Trường Phong dậy. Nghe được Nam Cung Thập Tam Lang gọi Trường Phong là cha nuôi, Nam Cung Ngự không những không ghen ghét, ngược lại còn lộ ra nụ cười đắc ý. Cái kết nghĩa này, là ông ta chủ động tác hợp. Từ nhỏ, Trường Phong đã đối với Thập Tam Lang cực kỳ cưng chiều, thậm chí còn tự mình dạy bảo Thập Tam Lang tu chân. Cho dù Thập Tam Lang thiên tư ngu dốt, nhưng Trường Phong vẫn luôn dồn hết tâm trí để dạy bảo. Những chuyện này, Nam Cung Ngự đều theo dõi hết, cực kỳ cảm kích Trường Phong đã tận tâm tận lực bồi dưỡng con trai của mình. Ông ta cũng nhìn ra được, Trường Phong cực kỳ ưu ái cho Thập Tam Lang, vì thế lúc trước, sớm đã khẩn cầu Trường Phong thu nhận Thập Tam Lang làm con nuôi. Trường Phong không từ chối, vui vẻ chấp nhận, từ đó về sau, càng dốc sức để dạy bảo Thập Tam Lang. Mỗi lần uống rượu, Nam Cung Ngự đều vui mừng vì mình tuổi già mà lại có con, còn sinh được con trai, để gia tộc Nam Cung của mình gắn kết với Trường Phong đại nhân, chính mình thực sự là quá sáng suốt mà. Thập Tam, con lui ra phía sau đi, con và cha con cùng nhau rời khỏi đây, nơi này giao cho cha xử lý. Trường Phong nhìn thoáng qua Tô Thương. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, sau đó liền đẩy Nam Cung Thập Tam, thúc giục rời đi. Cha nuôi, cha vội vàng như vậy làm gì chứ? Ánh mắt của Nam Cung Thập Tam, nhìn vào Tô Thương, không biết trời cao đất rộng mà nói, tên nhóc này là ai, đến từ đâu vậy, con nhớ trong phòng giam không có người này mà. Đi nhanh! Trường Phong nhìn chăm chú vào Nam Cung Ngự, trịnh trọng nói, ông chủ Nam Cung, đưa Thập Tam Lang đi đi. Nam Cung Ngự đã nhận ra được chuyện này có chút không đúng rồi, Trường Phong đại nhân lại vội vàng như thế, thì nơi đây chắc không nên ở lại lâu. Thế là, Nam Cung Ngự không nói gì, lôi kéo Nam Cung Thập Tam Lang định rời khỏi, đáng tiếc, đã muộn rồi. Dừng lại. Lúc này, Tô Thương mặt trầm như nước, lạnh lùng mở miệng, nếu đã đến, thì ở lại đây đi, tôi cũng đang tính ra ngoài tìm các người đây. Vừa nói xong, Tô Thương thân ảnh lập lờ. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Nam Cung Thập Tam Lang, nghiêm túc nói, mày, cha tấn Tô Thanh Y, chém tứ chi ông ấy, hôm nay, tao sẽ chặt năm chân của mày. Phù! Nói xong, Tô Thương bỗng nhiên đưa tay ra, một luồng linh khí như lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức đã cắt mất hai chân của Nam Cung Thập Tam Lang. A hát! Trong chốc lát, máu tươi phun ra, Nam Cung Thập Tam Lang ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tô Thương, cậu! Trường Phong sau khi phản ứng lại, giận không kiềm được,
nhưng ông ta không dám ra tay với Tô Thương, thế là bước lên trước giúp Nam Cung Thập Tam Lang cầm máu. Đây chỉ mới bắt đầu thôi. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, không chút thương hại nào, lập tức liền định cắt hai tay của Nam Cung Thập Tam Lang. Vị đại nhân này. Lúc này, Nam Cung Ngự nhào tới, ngăn tại phía trước Nam Cung Thập Tam Lang. Mặc dù ông ta không biết Tô Thương là ai, nhưng có thể thấy được, người trẻ tuổi trước mắt này là cao thủ mà mình không thể nào chọc vào được. Thế là quỳ xuống đất cầu xin, tôi chỉ có một đứa con trai thập tam này thôi, mà già rồi mới có con, bình thường luôn nuông chiều nó, vì thế nó mới hung hăng làm càn. Van xin cậu cho nó một cơ hội, đừng giết nó, tôi đồng ý lấy mạng của mình để đổi lại, chỉ cần cậu tha cho nó một mạng thôi. Nam Cung Ngự hai mắt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng nước mắt, đau khổ cầu khẩn Tô Thương, thậm chí không tiếc từ bỏ sinh mạng của mình. Anh ta là anh ta, ông là ông. Ông cảm thấy, hôm nay mọi người trong gia tộc Nam Cung, còn có cơ hội sống không? Ánh mắt Tô Thương hung ác, chuyện tàn sát chu diệt tông môn, anh đã làm không ít, thế giới tu chân mạnh được yếu thua, sát phạt quyết đoán chỉ là một phần bắt buộc mà thôi. Vì thế, Tô Thương không chút do dự, lại lần nữa xuất ra một luồng linh khí, chém về phía Nam Cung Thập Tam Lang. Nam Cung Thập Tam Lang mất đi hai chân, nằm xuống đất kêu than thống khổ. Tất nhiên không có sức phản kháng lại. Trường Phong bên cạnh, căn bản không phải là đối thủ của Tô Thương, chỉ là mở miệng nói lớn, dừng tay, Tô Thương, cậu không được giết nó. Trường Phong đang nói, đòn tấn công của Tô Thương đã rơi xuống, chỉ là Nam Cung Ngự sốt ruột bảo vệ cho con của mình, dùng cơ thể mình chặn linh khí mà Tô Thương phóng ra. Phù! Sau một giây, cánh tay trái của Nam Cung Ngự ngay lập tức bị chém đứt, máu me đầm đìa. Nhưng ông ta vẫn không lùi bước, một mực đứng ngăn trước mặt con trai mình, miệng phun ra ngụm máu, cắn răng nói, thập tam, đừng sợ chỉ cần cha còn sống, thì sẽ không để con phải chết đâu, cho dù cha chết, cũng phải chết trước con. Ánh mắt Nam Cung Ngự quyết liệt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng lại cực kỳ kiên định, rõ ràng thề sống thề chết bảo vệ con mình. Có điều, Nam Cung Thập Tam Lang không nhìn Nam Cung Ngự. Thậm chí đối với những nỗ lực của Nam Cung Ngự còn tỏ vẻ khinh thường. Lúc này, Nam Cung Thập Tam Lang nhìn vào Trường Phong, cầu xin, cha nuôi, nhanh cứu con. Con trai, Trường Phong đón nhận ánh mắt của CNT, cảm xúc cũng cực kỳ kích động, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Thương mà nói, Tô Thương, sống chết của những người khác ở gia tộc Nam Cung, tôi không quan tâm, nhưng Nam Cung Thập Tam Lang thì cậu không thể giết, coi như giữ lại mặt mũi cho tôi. Tôi sẽ ở trước mặt con trai Phong Khê của tôi, nói tốt cho cậu, để nó đối xử tử tế với cậu. Thậm chí tôi có thể để nó thu nhận cậu làm thuộc hạ, đảm bảo cậu từ nay về sau ở trái đất này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trường Phong trịnh trọng nói, tôi có thể dùng linh hồn thề, nếu như làm trái lời thề, thì hồn phách đều bị tiêu diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Lời thề của người tu chân chân chính, cũng không phải đùa, nếu vi phạm lời thề. Sẽ giữ lại tâm ma, cả đời không cách nào tiêu diệt được. Nam Cung Ngự thấy vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười, trong lòng cực kỳ cảm kích Trường Phong. Trường Phong đại nhân, cảm ơn, không ngờ ông vì cứu con trai tôi, mà lập lời thề độc như thế, Nam Cung Ngự tôi, vô cùng cảm kích. Nam Cung Ngự run rẩy cuống họng nói lời cảm ơn. Lời ông thề cũng vô dụng thôi, tôi có thể giữ lại mặt mũi cho Phong Khê thiếu gia, không giết ông. Nhưng ông muốn bảo vệ một người không có quan hệ gì với ông, thì ngại quá, tôi không đồng ý. Tô Thương thoải mái cười nói, ngay sau đó liền định giết chết Nam Cung Thập Tam Lang. Có quan hệ, ai nói không có quan hệ gì chứ? Nam Cung Thập Tam Lang bị sát ý của Tô Thương dọa cho sợ đến phát khóc mà nói, cha nuôi, con không muốn chết, van xin cha, nhanh nói cho cậu ta biết, quan hệ của hai chúng ta đi. Cha nuôi, con nuôi. Tại chỗ này của tôi thì không có tác dụng gì, anh là Nam Cung Thập Tam Lang đúng không, đừng vùng vẫy nữa, nhận lấy cái chết đi. Khi đó, ông ta đã hơn 60 tuổi rồi, mỗi ngày thức đêm chăm em bé, không biết mệt mỏi. Nhưng thật sự không phải nói quá, 20 năm qua, Nam Cung Ngự đem tất cả những gì mình có, đều cho Nam Cung Thập Tam Lang, không hề giữ lại chút gì cho riêng mình. Nhưng, giờ phút này, ông ta biết được. Thì ra Nam Cung Thập Tam Lang không phải là con ruột của mình. Bản thân mình vẫn luôn cung kính Trường Phong đại nhân,
thế mà lại cắm sừng mình. Nam Cung Thập Tam Lang là con trai của Trường Phong đại nhân. Giờ phút này, Nam Cung Ngự cảm giác như quay cuồng, thế giới của ông ta lập tức sụp đổ trong nháy mắt, đầu óc vo ve, trên mặt viết đầy chữ không thể tin. Không, điều đó là không thể nào. Sau khi dừng lại vài giây, Nam Cung Ngự không để ý đến cánh tay bị thương nữa, mà điên cuồng nói, Trường Phong đại nhân, đây không phải sự thật, ông đang nói đùa phải không? Ha ha, chắc chắn là nói đùa rồi, Trường Phong đại nhân muốn dùng cách này để bảo vệ Thập Tam, dùng tên tuổi của Phong Khê thiếu gia ép Tô Thương, để Tô Thương giơ cao đánh khẽ đúng không? Nam Cung Ngự tự an ủi mình, tất nhiên là thế rồi, Trường Phong đại nhân, tôi không đoán sai chứ. À, hóa ra là thế à? Tô Thương bên cạnh, nghe nói như thế, nhất thời lộ ra một nụ cười, thoải mái mà nói, nếu không phải sự thật, thì thật ngại quá, Nam Cung Thập Tam Lang, hôm nay anh không thoát được đâu. Chuyện này, Nam Cung Ngự nghe vậy, ngay lập tức lấy lại tinh thần, ngầm hiểu bản thân thật đáng chết, sao có thể ngay trước mặt Tô Thương nói những điều này chứ, đây không phải là đã hại Thập Tam hay sao? Thế là, Nam Cung Ngự vội nói, đại nhân, vừa rồi tôi nói lung tung. Thập Tam đúng là con của Trường Phong đại nhân đó, là anh em ruột với Phong Khê thiếu gia. Mặc kệ, vì để cho Thập Tam sống sót, chính mình đành phải phối hợp đóng kịch với Trường Phong đại nhân thôi. Ông định lừa ai chứ? Tô Thương khẽ cười nói, bây giờ nói những lời này, không phải càng che càng lộ hay sao? Ông chủ Nam Cung, ông cảm thấy tôi sẽ tin hay sao? Nói xong, Tô Thương liền định ra tay. Đại nhân, lúc trước thật là tôi. Nam Cung Ngự còn chuẩn bị giải thích thêm, có điều Nam Cung Thập Tam Lang nằm dưới đất lại nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đầy chán ghét nói, lão già kia, ông câm miệng lại cho tôi. Ông thì biết cái gì chứ, tôi vốn là con của Trường Phong đại nhân, ai đóng kịch với ông chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam Cung Thập Tam Lang lạnh lùng nhìn Nam Cung Ngự, nói tiếp, nếu như không phải vì quan hệ này, thì sao Trường Phong đại nhân lại chăm sóc tôi tận tình như thế hả? Tôi không có gì khác, thiên phú tu luyện cực kỳ kém, sống phóng túng, gây chuyện khắp nơi, Trường Phong đại nhân dựa vào cái gì mà thích tôi chứ? Nam Cung Thập Tam Lang cười như điên mà nói, còn nữa, chẳng lẽ ông không phát hiện ta, tôi rất giống với Trường Phong đại nhân hay sao? Ông không thử nhìn hình dạng của mình thế nào hay sao, giống y như trái bí đỏ, còn tôi đây thì sao? Phong thái tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Nam Cung Thập Tam Lang giọng điệu lạnh lùng nói, những thứ này, tất nhiên là giống với Trường Phong đại nhân rồi. Lão già kia, ông tốt với tôi, lòng tôi biết rõ, chuyện này tôi vốn định không nói cho ông, nhưng do chuyện xảy ra ngày hôm nay, không nói thì phải chết, tôi cũng hết cách rồi nên mới phải nói ra. Nam Cung Thập Tam Lang cười lạnh lùng nói, thế này cũng tốt, để ông sớm biết rõ sự thật hơn. Bù. Nam Cung Thập Tam Lang nói ra những lời này, như là từng nhát kiếm nhát dao chí mạng cắm vào thẳng lồng ngực Nam Cung Ngự. Đau đớn, đau đến không thở nổi. Trái tim Nam Cung Ngự như bị dao cắt, nước mắt lập tức tuôn ra, nhìn Nam Cung Thập Tam Lang với biểu cảm cực kỳ phức tạp. Chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai, thế mà nói ra những lời độc ác như vậy, thật sự đau lòng quá. Có điều, khi tỉnh táo lại, Nam Cung Ngự nhìn lại. Cảm thấy Nam Cung Thập Tam Lang cũng không nói sai. Quả thực, Trường Phong đại nhân đến từ ngoại vực, phía sau có đại nhân vật siêu nhiên làm chỗ dựa, thực lực cũng cường đại khác thường. Nhân vật thế này thì vô duyên vô cớ gì mà phải quan tâm đến Thập Tam Lang chứ? Còn nữa, hình dáng Thập Tam Lang cũng giống Trường Phong đại nhân đến mấy phần. Điểm này, Nam Cung Ngự đã sớm phát hiện rồi, chỉ là không nghĩ đến phương diện kia thôi. Bây giờ xem ra, Nam Cung Thập Tam Lang quả thật không phải con trai mình rồi. A hát! Nam Cung Ngự phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó thống khổ mà nói, 20 năm, toàn bộ những gì tôi đã bỏ ra 20 năm nay, lại là nuôi con thay người khác sao, tôi hận, hận lắm. Nghe thấy Nam Cung Ngự gào thét, nhiều cao thủ gia tộc Nam Cung mặt đối mặt nhìn nhau. Trường Phong thì lộ ra một vẻ áy náy, còn về Nam Cung Thập Tam Lang thì chỉ cười lạnh lùng. Nam Cung Ngự. Ngay sau đó, Nam Cung Thập Tam Lang nói, ông không thử nhìn lại một chút về thân phận hay địa vị của mình hay sao,
chỉ là một ông chủ ở trái đất mà thôi, ông có tư cách gì mà làm cha tôi chứ? Tôi đang cảm thấy may mắn vì cha ruột tôi là Trường Phong, đã đi trước một bước để tôi làm con của ông ấy, chứ không phải là con của ông. Nam Cung Thập Tam Lang cười lạnh lùng nói, còn nếu không thì hôm nay tôi sợ mình sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Con trai! Nam Cung Ngự nhìn vào Nam Cung Thập Tam Lang, lần đầu tiên cảm giác đứa con này lại xa lạ như thế, biểu cảm phức tạp lạ thường. Đừng gọi tôi là con trai, ông không xứng. Nam Cung Thập Tam Lang khinh thường nói, cha của tôi chỉ có một, người đó chính là Trường Phong Đại Nhân. Hôm nay dưới uy phong của anh Phong Khê, cái tên Tô Thương kia, tất nhiên không dám giết tôi. Nam Cung Thập Tam Lang đắc ý cười nói, lão già kia, qua hôm nay, gia tộc Nam Cung sẽ phải đổi chủ mới, ông chủ mới đó chính là tôi. Còn nữa, tương lai không xa, Trường Phong Đại Nhân sẽ đưa tôi rời khỏi trái đất, đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên, thay đổi thể chất của tôi, cho tôi tài nguyên tu luyện tốt hơn. Sau này, con đường của tôi sẽ lên như diều gặp gió, còn về ông, ha ha, cuối cùng lại thành công trên phương diện làm kẻ lót đường rồi đó. Nam Cung Thập Tam Lang lạnh lùng cười nói, nhìn về Nam Cung Ngự với vẻ cực kỳ khinh thường và xem thường. Nam Cung Ngự phẫn nộ như muốn tuyệt vọng, nhìn qua người con trai ông ta từng xem như bảo bối, sống mũi chua chua, nước mắt đầy mặt. Nam Cung Thập Tam Lang. Đúng lúc này, Tô Thương vẫn luôn im lặng. Mở miệng nói, ai nói cho anh biết, hôm nay tôi sẽ không giết anh chứ. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thập Tam Lang nhất thời biến đổi biểu cảm, rõ ràng là rất hoảng hốt. Có điều, nghĩ đến chuyện mình là em trai ruột của Phong Khê thiếu gia, lập tức phấn khích trở lại. Ha ha, Nam Cung Thập Tam Lang không sợ hãi chút nào nữa, mà nghênh tiếp ánh mắt của Tô Thương, đắc ý khiêu khích nói, Trường Phong là cha tôi. Phong Khê là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi, cậu biết tin này rồi, còn dám đụng đến tôi hay sao? Phong Khê thiếu gia, Tô Thương lộ ra một nụ cười, khẽ cười nói, thật sự không dám giấu, tôi thật sự còn không xem anh ta ra gì, anh có tính là cái thá gì chứ? Dám làm người của tôi bị thương, hôm nay không có bất kỳ ai có thể cứu được anh, Phong Khê thiếu gia, cũng không thể. Vừa nói xong, ánh mắt Tô Thương run lên, bỗng nhiên ra tay. Nhanh chóng cắt đứt hai tai của Nam Cung Thập Tam Lang. A hát! Nam Cung Thập Tam Lang đã mất đi tứ chi, cả người nằm trong vũng máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngừng. Ngay sau đó, anh ta cắn răng gầm thét lên, chó má, mày nhất định phải chết, mày nhất định phải chết, cha ruột, nhanh thông báo cho Phong Khê thiếu gia, con muốn băm tên chó má này thành từng mảnh vụn nát. Nam Cung Ngự bên cạnh nghe được hai chữ cha ruột, còn tưởng Nam Cung Thập Tam Lang đang gọi chính mình, biểu cảm khẽ động một chút. Nhưng ông ta lập tức phát hiện, Nam Cung Thập Tam Lang từ đầu đến cuối không thèm nhìn về phía ông ta, mà nhìn thẳng vào Trường Phong. Giờ phút này, Nam Cung Ngự hoàn toàn tuyệt vọng, thở dài một hơi thật sâu, toàn thân như tê liệt dưới đất. Tô Thương! Trường Phong thấy vậy, sắc mặt không vui mà mở miệng, cậu có ý gì chứ? Thập Tam là con của tôi, cậu còn ra tay với nó, thật sự không sợ con trai Phong Khê của tôi tới tìm cậu báo thù hay sao? Tô Thương không trả lời, lần nữa đưa tay ra, cắt đứt cái bên dưới của Nam Cung Thập Tam Lang. Cha, chấm CSA ruột, báo thù cho con. Nam Cung Thập Tam Lang chẳng qua chỉ là cảnh giới luyện khí mà thôi, bị thương nặng như vậy, lại thêm mất máu quá nhiều, chết ngay tại chỗ, biến thành một cái xác. Tô Thương. Trường Phong giận không kiềm được nói, cậu thật to gan, vậy mà dám giết Thập Tam của tôi. Thì sao chứ? Tô Thương nhìn chăm chú Trường Phong, giọng điệu lạnh lùng nói, không chỉ có anh ta, mà ông cũng phải chết. Cậu! Trường Phong nhất thời sợ hãi trong lòng, cảnh giác nhìn vào Tô Thương nhắc nhở, đừng tưởng rằng cậu giết người diệt khẩu thì Phong Khê sẽ không biết được chuyện này nha. Hôm nay cậu đến, tất nhiên phải cứu những người ở núi Côn Luân này rồi. Sau khi con trai Phong Khê của tôi trở về, phát hiện những người này đã đi mất, chắc chắn có thể đoán ra được cậu. Trường Phong nói thêm, đến lúc đó, cho dù là đuổi cùng giết tận thì nó cũng sẽ tìm cậu báo thù. Không cần anh ta tìm tôi sẽ tự đi đến núi Cửu Phong tìm anh ta, ông cứ xuống dưới đó trước đi, rất nhanh thôi ba người một nhà các ông sẽ được đoàn tụ. Tô Thương híp hai mắt lại, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc.
vị đại nhân này. Có điều lúc này, Nam Cung Ngự nằm dưới đất bỗng nhiên oán giận nhìn chằm chằm vào Trường Phong, cắn răng cầu xin nói, có thể để tôi tự tay giết người này được không? Hửm. Tô Thương ngừng tay, khẽ cười nói, ông phải suy nghĩ cho kỹ, ông ta là cha của Phong Khê Thiếu Gia, nếu ông giết ông ta thì gia tộc Nam Cung coi như đối đầu với Phong Khê Thiếu Gia đó nha. Tiểu nhân nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Ngự nói nghiêm túc, gia tộc Nam Cung chúng tôi, hơn 100 năm nay đều nối giáo cho giặc, trợ giúp ngoại vực làm rất nhiều chuyện. Nhưng trời đất chứng giám, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ, không hề tự nguyện làm. Giờ này ngày này, cậu đi vào gia tộc Nam Cung, thì gia tộc Nam Cung đã đi đến đường cùng, chắc chắn tiếp theo, cậu nhất định sẽ tiêu diệt hết toàn bộ gia tộc Nam Cung. Nam Cung Ngự nói tiếp, nếu đã như vậy, thế thì ngược lại tôi xin cậu cho gia tộc Nam Cung một cơ hội. Để tôi đến tự tay giết chết Trường Phong, dùng cách này để chứng minh chuyện gia tộc Nam Cung chúng tôi sẽ đoạn tuyệt với người của ngoại vực. Nam Cung Ngự nói tiếp, dù sao con đường đang đợi gia tộc Nam Cung, cũng chỉ có con đường chết thôi, mong đại nhân đồng ý. Ha ha! Nghe được Tô Thương nói như vậy, Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt của Nam Cung Ngự, thản nhiên nói, ông chắc là đang đánh cược phải không? Đánh cược tôi có thể đánh bại Phong Khê Thiếu Gia, vì nếu như tôi đã đến, cho dù ông không giết Trường Phong thì gia tộc Nam Cung cũng sẽ bị trả thù. Nghe được Tô Thương nói như thế, Nam Cung Ngự nhất thời lộ ra biểu cảm như tâm tư đã bị nhìn thấu. Ông ngược lại là một người thông minh đó, có thể nghĩ đến chuyện dùng cách này để tìm kiếm một con đường sống cho gia tộc Nam Cung. Tô Thương thản nhiên nói, vốn dĩ, tôi không nên đồng ý với ông. Nhưng nhìn lại thì chúng ta đều là tu sĩ trên trái đất, hơn nữa, ông quả thực cũng rất đáng thương, ngậm đắng nuốt cay nuôi con tay người khác, được rồi, yêu cầu của ông, tôi đồng ý. Có điều, những sai lầm như thế, hy vọng gia tộc Nam Cung không tái phạm nữa, người ngoại vực không phải đơn giản, chắc chắn sẽ có ý đồ xấu khác, bám gót bọn họ, chắc chắn không được chết tử tế đâu. Tô Thương trịnh trọng nói, nếu như tái phạm lần nữa, tôi sẽ rút gân lột ra tất cả gia tộc Nam Cung để răn đe. Vâng, xin đại nhân yên tâm. Nam Cung Ngự bị chém đứt cánh tay bên trái, giờ phút này dùng tay phải, ba ngón tay hướng lên trời, trịnh trọng nói, Nam Cung Ngự tôi thề với trời, nếu như phản bội tu sĩ trái đất lần nữa, nguyện bị thần thánh trừng phạt, thân tàn ma dại. Được. Tô Thương gật gật đầu, lập tức phung tay lên, lập tức liền đánh Trường Phong ngã xuống đất. Khiến cho ông ta mất đi sức đánh trả, vội nói tiếp, ra tay đi. Nam Cung Ngự nghe vậy, sắc mặt âm trầm đi đến chỗ Trường Phong. Trường Phong, bao nhiêu năm qua, tôi luôn cung kính với ông, không ngờ ông lại làm loại chuyện này sau lưng tôi. Ha ha, mỗi lần nhìn thấy ông và Thập Tam, cha con hiếu thuận, tôi luôn cảm thấy vui mừng, cảm kích ông đã yêu ái Thập Tam, tôi còn không dưới một lần nói cho Thập Tam, để nó nhớ kỹ một người tốt như ông. Bây giờ xem ra, lúc đó ông chắc chắn đang cười nhạo tôi ngu ngốc nhỉ. Hôm nay là ngày đại thọ 80 tuổi của tôi, được lắm, các người chuẩn bị cho tôi một cái lễ lớn thật, ha ha ha. Kết thúc rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi, từ nay về sau, gia tộc Nam Cung và người ngoại vực, thề không đội trời chung. Vừa nói xong, Nam Cung Ngự quả quyết ra tay, một trưởng đánh chết Trường Phong. Ông, các người chết chắc rồi. Phong Khê con tôi sẽ báo thù cho tôi. Ách! Đến lúc này, Trường Phong xưng bá tại gia tộc Nam Cung hơn 100 năm nay, hồn về 9 tầng mây. Đại nhân, tiếp theo thì có sắp xếp gì không? Trên dưới gia tộc Nam Cung đều nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của cậu. Sau khi giết chết Trường Phong thì thù lớn của Nam Cung Ngự đã báo xong, ông ta cung kính hỏi thăm Tô Thương. Ông dẫn người đi về trước đi, sau này tôi sẽ đi tìm ông sau. Tô Thương thản nhiên nói, vâng, Nam Cung Ngự nhận lệnh, liền kéo cơ thể bị thương nặng của mình, và cho thuộc hạ của mình đưa thi thể của Nam Cung Thập Tam Lang và Trường Phong rời khỏi nhà tù dưới đất. Sau khi nhìn thấy đám người gia tộc Nam Cung rời khỏi, thì ở nhà tù dưới lòng đất, chỉ còn lại người của anh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Thương, trong mắt tràn đầy sự kính sợ. Mạnh, tiểu thiếu gia, quá mạnh. Trường Phong là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, vậy mà lại bại dưới tay của tiểu thiếu gia, hơn nữa, tiểu thiếu gia còn chưa dùng hết sức nữa đó nha. Quả nhiên hết sức khủng bố mà, tiểu thiếu gia bây giờ, rốt cuộc là ở cảnh giới gì chứ? Thằng nhãi con,
Tô Thần Binh không nhịn được, tò mò hỏi, con không phải cảnh giới trúc cơ à, tại sao ngay cả Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của con, rốt cuộc con là tu vi gì vậy? Cha à! Tô Thương mỉm cười, rồi nói như thế này với cha vậy, dưới hóa thần thì con chính là bất khả chiến bại, mà hóa thần trở lên. Hóa thần trở lên thì là một chọi ngang với một à. Tô Thần Binh giành nói. Chọi ngang con khỉ gió. Tô Thương có chút ngượng ngùng nói, hóa thần trở lên thì một bàn tay thôi đã đánh chết con rồi. Vậy con còn tỏ ra ngầu làm gì hả, ông đây còn tưởng con thật sự vươn lên đỉnh rồi chứ. Tô Thần Binh mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ nói. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng trêu đùa nhau vậy thôi, trên thực tế, trong lòng ông ấy vô cùng tự hào, khóe miệng không ngừng cong lên cười. Con trai của tôi, thật giỏi mà. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã mạnh như thế rồi, ha ha ha, sau này thành tựu không thể đoán trước được mà. Bốp! Tô Thần Binh vừa mắng Tô Thương xong thì bàn tay của Tô Kiền Khôn ở bên cạnh hung hăng tát Tô Thần Binh một cái. Cha, sao cha lại đánh con chứ? Tô Thần Binh mặt tràn đầy vẻ ngây thơ, vô tội nói. Trong lòng cha khó chịu. Tô Kiền Khôn lườm Tô Thần Binh một cái, sau đó nói, con trai con giỏi như vậy. Nhưng con trai của cha lại như một thằng bỏ đi, cha không vui thì cũng không thể đánh con sao. Con cái gì, bản thân thì không có chí khí, già như vậy rồi mà cũng chỉ là luyện khí, con không sợ mất mặt, chứ cha thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết đây. Tô Kiền Khôn trừng mắt nhìn Tô Thần Binh, chán ghét nói. Cha còn không thấy ngượng khi nói như vậy sao? Tô Thần Binh không dám đối mặt với Tô Kiền Khôn. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bản thân cha không phải cũng chỉ mới là cảnh giới luyện khí sao, có tư cách gì mà chế giễu con chứ? Im miệng, các đồ rác rưởi nhà con. Tô Kiền Khôn đỏ bừng mặt, sau đó giải thích nói, mặc dù cha là luyện khí, nhưng cảnh giới của cha và con trai của cha cũng không có chênh lệch mấy. Nhưng con thì sao, con là luyện khí, con trai con đã là hóa thần trở xuống thì bất khả chiến bại rồi. Tô Kiền Khôn trách mắng nói. So sánh như vậy thì con không phải là thứ bỏ đi sao? Con! Tô Thần Binh nghe đến lời này, lập tức im bặt, không có cách gì phản bác lại, cha mình nói có lý quá mà. Nhưng mà sau đó Tô Thần Binh lại nhỏ giọng nói, nếu như ông nội Tô Vô Kỵ có ở đây thì tốt rồi, cha, chênh lệch giữa cha và ông nội. Con còn dám mạnh miệng hả? Tô Kiền Khôn có chút xấu hổ. Bèn bổ xuống đầu của Tô Thần Binh một tràng hành động thể hiện tình cảm cha con nồng ấm, Tô Thần Binh đau đớn hét lên. Mọi người ở nơi đó nhìn thấy cảnh tượng này đều nhao nhao lên bật cười, không khí nhẹ nhàng đi không ít. Tô Thương cũng không xen vào việc giữa Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, dù sao một người là cha, một người là ông nội, giúp ai cũng không hợp lý. Lúc này, Tô Thương nhìn sang Tô Thanh Y, mở miệng nói, Tô Thanh Y, cảm thấy thế nào rồi? Lúc nãy, Tô Thương đã cứu được mạng sống của Tô Thanh Y, nhưng ông ấy đã mất đi tay chân của mình, đã không tìm lại được nữa rồi, cho nên cũng không có cách gì nối lại được. Còn nữa, thực lực của Tô Thanh Y cũng thật không còn sót lại chút gì, ông ấy đã trở lại thành một người bình thường. Tiểu thiếu gia, cảm ơn cứu mạng của cậu, tôi bây giờ cảm thấy rất tốt, chỉ là... Tô Thanh Y nằm trên đất, nhìn chân tay của mình đã cụt lùn, biểu cảm có chút phức tạp. Thở dài một hơi thật sâu. Ông đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng, tôi có cách giúp ông hồi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình. Tô Thương trấn an nói, ông đã vì nhà họ Tô bỏ ra quá nhiều rồi, bảo vệ Côn Luân hơn 100 năm, từ nay về sau, đến phiên nhà họ Tô bảo vệ cho ông. Tiểu thiếu gia, Tô Thanh Y vô cùng cảm động, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, cắn răng nói, nhưng tôi không muốn như vậy, cậu vừa nói. Có thể khiến tôi hồi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình là thật sao? Tô Thương gật đầu nói, chỉ cần tìm được tay chân thích hợp, cộng thêm ít dược liệu thì có thể giúp ông trở thành người bình thường rồi. Vốn dĩ tôi cũng định dùng cái cơ thể kia của Trường Phong, ông ta là người tu chân cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, cũng khá là phù hợp, sau khi nối lên thì ông sẽ càng mạnh hơn. Chỉ là, cơ thể của lão già kia có chút khô queo rồi, xấu quá đi mất. Tôi sợ ảnh hưởng đến phong thái nho nhã của ông, sau này không thuận tiện cho ông kiếm vợ, cho nên tôi mới thôi đi. Tô Thương cười nói. Ha ha! Nghe đến lời này, tâm trạng của Tô Thanh Y trở nên tốt hơn rất nhiều, vui vẻ cười lớn.
Đừng lo lắng, tôi đã nói sẽ khiến ông hồi phục lại trạng thái đỉnh phong thì nhất định tôi sẽ làm được. Tô Thương mỉm cười nói, sau khi xử lý xong chuyện của gia tộc Nam Cung, tôi sẽ đến núi Cửu Phong một chuyến. Cái tên Phong Khê thiếu gia kia ngoại hình rất đẹp, tôi đã từng gặp anh ta, cơ thể anh ta cũng được chăm sóc rất tốt, đúng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Tô Thương nói tiếp, hơn nữa, thực lực của anh ta cũng rất mạnh, lần này đến núi Cửu Phong, tôi sẽ chặt đứt chân tay của anh ta, nối lên cho ông. Kể từ đó, ông không chỉ có thể khôi phục lại được trạng thái đỉnh phong của mình mà thậm chí còn có thể tiến lên một bước, trở thành một anh chàng đẹp trai cảnh giới nguyên anh. Tô Thương chưa từng chính mắt gặp qua Phong Khê thiếu gia, nhưng ở trên núi Côn Luân, anh đã dùng thuật lục soát linh hồn từ trong ký ức của tên trúc cơ đỉnh phong kia và nhìn thấy được hình dáng của Phong Khê thiếu gia. Tô Thương cũng không hề nói dối, cái bí thuật cắt ghép thân thể này quả thực có thể nâng cao thực lực được. Nhưng mà, sự chênh lệch cảnh giới giữa hai người không thể quá lớn, nếu không sẽ không chịu nổi được. Lúc đầu Tô Thương vì Vương Phú Quý mà ghép một cánh tay thượng cổ. Mặc dù cánh tay thượng cổ kia là cánh tay trái của Tô Ma làm rơi xuống trái đất, nhưng lúc đó, sức mạnh của cánh tay trái đã bị phong ấn lại rồi, cộng thêm sự hỗ trợ của Tô Thương cho nên Vương Phú Quý mới hoàn toàn chịu được. Nếu như thực lực của đối phương vốn dĩ quá mạnh vậy thì không được rồi. Ví dụ như Tô Thanh Y. Nếu như tìm thấy được chân tay của cao thủ hóa thần hoặc là cảnh giới độ kiếp thì khi ghép lên cơ thể của Tô Thanh Y, ngược lại chỉ là làm hại Tô Thanh Y mà thôi. Nhưng tên Phong Khê thiếu gia kia, mặc dù lúc trước là hóa thần nhưng cảnh giới đã bị gọt bớt rồi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Loại bí thuật cắt ghép thân thể này nhìn chung trong trời đất cửu thiên này chỉ có mình Tô Thương là am hiểu mà thôi. Bởi vì, cái này chính là do anh sáng tạo ra. Lúc đầu Tô Thương mất hết mấy nghìn năm, trải qua vô số lần thử nghiệm mới thành công được. Người tu chân bình thường, thực lực thấp thì không thể thao tác bí thuật này được. Cho nên không có cách nào nghiên cứu được. Có năng lực nghiên cứu thì chí ít cũng phải là cảnh giới chuẩn tiên đế. Nhưng nếu như thật sự đã đến cảnh giới chuẩn tiên đế rồi thì gãy tay chân rồi hồi sinh lại, chẳng qua cũng chỉ là một thao tác bình thường mà thôi. Bởi vậy mới không có người chuẩn tiên đế nào nguyện ý bỏ ra mấy ngàn năm để đi nghiên cứu cái bí thuật này cả. Bọn họ muốn bế quan, muốn tu luyện, để trùng kích qua cảnh giới tiên đế. Thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, từ đó tìm ra con đường trường sinh bất lão. Đây mới là mục tiêu của tất cả người tu chân. Tuổi thọ của tiên đế cũng có hạn, tiên đế sống thọ nhất cũng không quá 10 vạn năm. Ha ha ha, vậy thì tôi xin cảm ơn tiểu thiếu gia trước. Lúc này, Tô Thanh Y kích động nói cảm ơn Tô Thương. Ông khách sáo rồi. Tô Thương khẽ cười, sau đó lại nhớ đến một chuyện, bèn hỏi, Tô Thanh Y. Tôi kêu ông đi đón người thân, bạn bè của tôi tới, sao mà bây giờ chỉ có cha và ông nội của tôi thôi, những người khác đâu, bọn họ đều đi đâu cả rồi. Sau khi sống lại, Tô Thương qua lại cũng không ít người, có người thân, có Hồng Nhan, có cả bạn bè. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, Tô Cân Dực, Tô Du Du, Tô Tinh Hà, Lý Nguyệt, Thiên Sơn Tuyết, Hoa Thanh Đại, Tây Giao, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Hạo Hãn. Thạch Cửu Thiên, còn có Thạch Ngọc Yến mẹ của anh đang ở núi Thái Sơn, rất nhiều, rất nhiều. Vốn dĩ, Tô Thương cứ nghĩ Tô Thanh Y sẽ đón hết đám người đó lên núi Côn Luân, có La Thiên Hỏa Lò trận pháp bảo vệ, bọn họ sẽ không bị nguy hiểm gì nữa. Nhưng bây giờ chỉ có ông nội và cha mình ở đây, những người khác thì không thấy mặt đâu cả. Điều này khiến Tô Thương vô cùng hoài nghi. Thưa tiểu thiếu gia. Sau khi cậu bế quan thì tôi định đi đón bọn họ rồi. Tô Thanh Y nói, nhưng trên đường đi tôi đã gặp một người, ông ta nói với tôi là một ngày nào đó vào nửa năm sau, núi Côn Luân sẽ bị công phá, kêu tôi đừng để cho tất cả người thân, bạn bè của cậu tụ tập lại một chỗ, tránh cho ngày Côn Luân bị công phá thì lại khiến bọn họ bị liên lụy hết. Vốn dĩ tôi còn khinh thường, núi Côn Luân có La Thiên Hỏa Lò trận bảo vệ, cảnh giới Nguyên Anh cũng không làm gì được. Thế là tôi định không nghe theo lời của ông ta. Tô Thanh Y nói tiếp, nhưng người kia lại nói với tôi, ông ta tên là Vương Dương Minh, lão môn chủ của Thiên Cơ Môn núi Võ Đang, Vương Dương Minh sao? Tô Thương nhíu mày nói, chính là ông ta. Tô Thanh Y gật đầu nói, danh tiếng của Vương Dương Minh tôi từng nghe nói đến,
lại thêm tiền bối Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Sơn đã tuyên bố sẽ đánh các cao thủ của thập đại cổ tộc và ngoại vực, khiến cho những người đó cũng không dám làm gì quá đáng. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cuối cùng tôi cũng nghe theo lời của ông ta, không làm kinh hoàng đến những người thân, bạn bè của cậu. Tô Thanh Y tiếp tục nói, nhưng mà Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn đã đặt chân vào tu chân rồi, cho nên tôi mới đón bọn họ lên đây, để bọn họ có được những nguồn tài nguyên tu luyện tốt nhất. Sau này còn có một thanh niên tên là Vương Phú Quý, cũng là một người tu chân, tự xưng là bạn của cậu, sau khi xác nhận với Tô Thần Binh rồi thì tôi cũng đã đón cậu ta lên núi Côn Luân. Tô Thanh Y nói, chỉ là thời gian trước, cậu ta đã bị một lão già cụt tay mang đi, nhưng đi đâu thì tôi không rõ lắm. Nhưng Vương Phú Quý cùng với lão già cụt tay kia chắc chắn là có quen biết với nhau, vì cậu ta tự nguyện đi theo đối phương, cho nên chắc cũng không gặp nguy hiểm gì đâu. Lão già cụt tay sao? Trong lòng Tô Thương có chút nghi ngờ, sau đó anh chuyển động ý nghĩ, dựa vào trí nhớ của mình ngưng tụ ra một bóng người, rồi hỏi có phải là người này không? Đúng, không sai, chính là ông ta, Tô Thanh Y gật đầu nói. Vậy thì tốt, là ông ta thì không sao cả. Tô Thương thở phào một hơi, mỉm cười nói, tên nhóc Vương Phú Quý này, nhặt được của hời rồi, ở bên cạnh Tô Ma thì an toàn hơn bất kỳ nơi đâu rồi. Tô Ma, không sai, hình dáng mà Tô Thương vừa mới ngưng tụ ra chính là Tô Ma. Vương Phú Quý trời xui đất khiến lại có được cánh tay trái của Tô Ma, sau khi Tô Ma sống lại, cũng chính miệng ông ta cũng đã nói đem cánh tay kia tặng cho Vương Phú Quý. Cho nên ông ta mang Vương Phú Quý đi đương nhiên không phải vì cánh tay đó. Tên nhóc Vương Phú Quý này, thiên phú tu luyện không cần phải nổ làm gì, tuyệt đối chính là một sự tồn tại hiếm có. Ắt hẳn là Tô Ma đã nhìn chúng cái cơ thể thái ly kiếm thể của cậu ta cho nên mới muốn bồi dưỡng cho cậu ta. Tô Thanh Y, trong nửa năm qua, thập đại cổ tộc và ngoại vực có gây rắc rối gì cho người thân, bạn bè của tôi không? Vương Phú Quý thì không cần lo lắng nữa rồi. Thế là Tô Thương liền hỏi đến những người khác. Chuyện này, Tô Thanh Y ấp a ấp úng, sau cùng nói, những người ở Giang Bắc, ví dụ như Lý Nguyệt vợ sắp cưới của cậu thì vẫn bình yên vô sự, thập đại cổ tộc cũng không gây phiền phức cho bọn họ. Nhưng người ở những ngọn núi nổi tiếng kia lại không may mắn thoát khỏi, nhưng thập đại cổ tộc không phải là chỉ muốn nhắm vào cậu, mà là muốn san bằng các ngọn núi nổi tiếng đó. Tô Thanh Y tiếp tục nói, ví dụ như núi Thái Sơn của vùng đất Tế Trời, không lâu trước đó đã bị vây hãm và bị ngoại vực công phá. Ngoại trừ Thái Sơn thì vùng đất giữa núi và biển, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, núi Nga Mi, núi Bồ Đề, mấy ngọn núi nổi tiếng của giới luyện võ, toàn bộ đều bị công phá hết, chỉ còn núi Cửu Phong vẫn còn kiên cố. Tô Thanh Y nói tiếp, bởi vậy, rất nhiều người luyện võ may mắn sống sót đều đã tụ tập ở trên núi Cửu Phong rồi. Bọn họ muốn nương nhờ sự che chở của núi Cửu Phong. Nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu yên tâm đi, thập đại cổ tộc hình như đã nhận được mệnh lệnh của ngoại vực, không được tàn sát bừa bãi, cho nên sau khi công phá các ngọn núi nổi tiếng xong thì chỉ đem những người đó nhốt lại mà thôi. Tô Thanh Y nói, theo như tin tức tôi biết được thì tất cả những người luyện võ đã mất đi ngọn núi nổi tiếng của mình, đều đang bị giam giữ ở gia tộc Thượng Quan, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tô Thương nghe vậy, liền cảm thấy yên tâm, cái này đã là may mắn trong nguy hiểm nghìn trùng rồi. Hừ, thập đại cổ tộc. Sau khi trầm tư một lúc thì hai mắt Tô Thương híp lại, lạnh giọng nói, các người nối giáo cho giặc, món nợ này, tôi nhất định sẽ tính sòng phẳng với mấy người, đợi tôi giải quyết xong tên Phong Khê thiếu gia này rồi thì sẽ là ngày chết của mấy người. Tiểu thiếu gia, kỳ thực, có những việc không thể vơ đũa cả nắm được. Theo như tôi biết thì trong thập đại cổ tộc cũng có người rất có khí phách. Tô Thanh Y mở miệng nói, ví dụ như ông chủ của gia tộc Thượng Quan Vô Ngần. Ông ta từng ở trong hội nghị của thập đại cổ tộc, từ chối chuyện gia tộc Đông Phương nhắc đến việc liên thủ lại để đối phó với giới luyện võ, nhưng không biết làm sao lại bị cao thủ ngoại vực lấy toàn bộ gia tộc Thượng Quan ra để uy hiếp, thế là ông ta đành phải thỏa hiệp. Tô Thanh Y nói tiếp, lần này, các cao thủ giới luyện võ bị giam ở gia tộc Thượng Quan, chính là nhờ Thượng Quan Vô Ngần xung phong đảm nhiệm, để từ đó, ông ta có thể chiếu cố bọn họ được. Tôi và Thượng Quan Vô Ngần cũng có duyên gặp nhau mấy lần, đối với cách làm người của ông ta, tôi hiểu rất rõ. Tô Thanh Y nói thêm vào. Được, Thượng Quan Vô Ngần này cũng không tệ lắm. Tô Thương gật đầu,
anh cũng công nhận con người của Thượng quan Vô Ngần, sau đó lại hỏi một chuyện khác, Tô Thanh Y, ông đã từng gặp lão môn chủ Vương Dương Minh của Thiên Cơ Môn, người này thực lực thế nào? Thâm sâu khó lường. Tô Thanh Y nghe đến lời này, lập tức nghiêm túc nói, Vương Dương Minh nhìn thì thấy bình thường, không có chút linh khí nào, cũng không có chút chân khí nào, nhưng ngày đó, tôi lại không hề phát hiện ra được ông ta làm sao lại xuất hiện trước mặt tôi rồi. Hơn nữa, ngay lúc ông ta đứng bên cạnh tôi có thể cảm nhận được một luồng sức ép vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác đang bị ông ta thao túng nữa. Tô Thanh Y nhớ lại nói, dường như ông ta chính là người cai quản trời đất, tất cả mọi thứ ở trong không gian này, bao gồm cả thời gian đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xem ra Vương Dương Minh không hề đơn giản rồi. Tô Thương nhếch mép lên, nghĩ đến bức thư lúc trước Vương Dương Minh gửi cho mình, anh liền nở một nụ cười, một nhân vật mạnh như vậy, vậy mà lại lâm vào cảnh ở rể, thậm chí còn phải giặt đồ lót cho mẹ vợ của mình, đáng buồn, đáng tiếc ghê, đúng là ông trời trêu người mà. Tô Thương lắc đầu cười khổ, sau đó lại nhìn sang Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, anh muốn hỏi về tình hình của chị gái Tô Cân Dực. Nhưng sau khi nghe Tô Thương hỏi thì Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đều im lặng, biểu cảm có chút khó coi. Ông nội, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thương nhìn thấy biểu cảm khó coi của Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, nên trong chốc lát sắc mặt anh ấy cũng trầm xuống. Nửa năm trước, khi Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ, đã có được khả năng có thể khiến người khác trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới võ tôn. Người ở cảnh giới võ tôn đã trở thành người mạnh nhất đứng đầu trong thiên hạ rồi, nhưng theo lý mà nói thì chị gái không nên xảy ra chuyện gì mới đúng. Hai. Lúc này, Tô Kiền Khôn thở dài một hơi nói, Dực Cân nó. Mất tích, không có tin tức gì nữa rồi. Ông đã sai người đi nghe ngóng tình hình rồi, Hoàng thượng Long Hành Thiên, cũng phái quân tinh nhuệ đi tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì cả. Tô Kiền Khôn biểu lộ ra vẻ phức tạp nói. Sau khi con rời khỏi Giang Bắc, Dực Cân ra chiến trường, từ đó về sau, thì không có tin tức gì nữa hết, giống như biến mất khỏi cuộc sống này vậy. Tô Thần Binh nói thêm, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, cũng không biết bây giờ Dực Cân như thế nào rồi, còn sống hay đã chết đây. Mất tích sao? Trên chiến trường Á, Tô Thương khẽ nhíu mày, trong lòng đương nhiên cũng lo lắng, tình cảm của anh ấy đối chị gái, vô cùng sâu đậm. Nhiều năm trôi qua như vậy, chị gái vẫn luôn là người bảo vệ anh ấy, trong lòng Tô Thương, chị gái chắc chắn là một trong những người quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, chị gái lại biệt vô âm tín. Nhưng, ông nội và cha thì rất buồn, nên Tô Thương không biểu lộ ra bên ngoài, mà chỉ an ủi mọi người, ông nội, cha, hai người cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của chị con không yếu, ở chiến trường thì đánh đâu thắng đấy, nên không có ai khiến chị bị thương được đâu. Không yếu cái gì chứ, nó mới ở cái cảnh giới đó thôi mà, bây giờ giới luyện võ đã thay đổi rồi, thiên tông địa tông, nhiều nhan nhản ra đấy chứ. Mặt mũi Tô Kiền Khôn vẫn tràn đầy vẻ lo lắng nói, thập đại cổ tộc cũng đã xuất hiện ở bên ngoài rồi, chút thực lực đó của Dực Cân, thì làm sao mà chống chọi được. Có một chuyện e là hai người vẫn chưa biết. Tô Thương nở một vòng nụ cười, trấn an nói, nửa năm trước, thông qua một số thủ đoạn đặc biệt, chị của cháu đã thăng cấp lên cảnh giới võ tôn, ngang bằng với cảnh giới kết đan. Cảnh giới võ tôn, dù nửa năm đã trôi qua rồi, bây giờ trong giới luyện võ, có được bao nhiêu người ở cảnh giới võ tôn chứ? Tô Thương nói tiếp, còn về thập đại cổ tộc, có lẽ bọn họ có rất nhiều cao thủ cảnh giới trúc cơ, nhưng người tu chân ở cảnh giới trúc cơ, lại không có lấy một ai, cảnh giới giả đan gì đó, e là cũng chẳng có được mấy người đâu. Tóm lại, hai người yên tâm đi, chỉ còn có sức tự vệ, không gặp nguy hiểm được đâu. Tô Thương cười nói. Nghe thấy Tô Thương nói như vậy, sắc mặt của Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh mới tốt lên được một chút. Tô Thương. Sau đó, Tô Thần Binh nhìn về phía Tô Thương, hỏi dò con định đến núi Cửu Phong sao? Cha nghe bọn họ nói, tên Phong Khê thiếu gia kia, thực lực thâm sâu khó đoán, thạch hảo hãn của vùng núi Tế Trời. Mấy ông già ở vùng giữa núi và biển của núi Lao Sơn, và cả viên thông trụ trì của núi Bồ Đề, mấy người này đều bại trận dưới tay Phong Khê thiếu gia. Tô Thần Binh đề nghị, theo cha thì, Tô Thương, hay là chúng ta tạm thời tránh phiền phức này đã, đợi con mọc đủ lông cánh rồi,
thì hắn đi khiêu chiến với thiếu gia Khuê Phong cũng không muộn mà. Cha, cha coi thường người khác quá đấy. Tô Thương nở một nụ cười nói, không phải con vừa mới nói rồi sao, từ võ thần trở xuống, thì không ai có thể là đối thủ của con được. Không phải chỉ là Phong Khê thiếu gia thôi à, con tin con có thể đánh bại được anh ta, con nhất định phải đến núi Cửu Phong. Tô Thương khẽ cười nói, ông nội, cha, hai người không cần phải lo lắng cho con đâu. Con của bây giờ, đã không phải con của hôm qua nữa rồi, ngày xưa hai người bảo vệ con, nên từ nay trở đi, đến lượt con bảo vệ cho hai người rồi. Câu nói này, đã khiến Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh vô cùng cảm động. Sau một hồi trầm tư, Tô Thần Binh gật đầu nói, được, nếu đã vậy, thì chúng ta sẽ không ngăn con nữa. Tô Thương cười nói, trước khi con đưa mọi người đến núi Côn Luân, ở đó con đã bố trí La Thiên Hỏa lò trận để bảo vệ, người tu chân từ hóa thần trở xuống, thì không thể nào phá giải được. Vừa nói, Tô Thương liền nhìn về phía Tô Thanh Y, rồi nói tiếp, Tô Thanh Y, sau khi trở về ông cứ yên tâm dưỡng thương đi, đợi tôi mang xác tên Phong Khê thiếu gia kia trở về, sẽ tái tạo lại cơ thể cho ông. Vâng, cảm ơn tiểu thiếu gia ạ, Tô Thanh Y lễ phép nói. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía đầu Tô Thần Binh, chiếu ra một vệt sáng. Cha, đây là phương pháp khống chế La Thiên Hỏa lò trận, cha hãy nhớ, đừng cho bất cứ kẻ nào mở trận pháp ra. Tô Thương nhắc nhở, lần này cũng là vì Tô Thanh Y mở trận pháp để ra ngoài, nên mới dẫn đến việc núi Côn Luân bị đánh phá, may mà mọi người vẫn bình an vô sự, nhưng lần sau, không ai có thể đảm bảo được đối phương có đại khai sát giới nữa không. Cho nên, điều này vô cùng quan trọng, đừng để bị lừa thêm lần nữa, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Sau khi Tô Thương dặn dò qua một lượt, cũng không quên khen Tô Thần Binh cha, trong số những người này, cha là người cẩn trọng nhất trong số đó, con tin không ai có thể làm cha dao động được. Đó là đương nhiên rồi. Tô Thần Binh bỗng đắc ý, chỉnh trang lại quần áo của mình, tiện thể liếc về phía Tô Kiền Khôn một cái, như muốn nói, he he, con mạnh hơn rồi. Nhìn cái kiểu người không có tiền đồ như con kìa, bị con trai giao nhiệm vụ cho, mà còn vương dương tự đắc được, không thấy mất mặt à? Tô Kiền Khôn nói theo kiểu khinh thường. Ha ha, con hài lòng mà. Tô Thần Binh khẽ cười nói, điều này có nghĩa là con trai con rất mạnh, cha, nếu cha bằng lòng, thì để con của cha giao nhiệm vụ cho cha nhé, cha thấy con trai của cha có được không vậy? He he he, so với con trai con, thì con trai con cũng chỉ là phế vật. Rác rưởi, thậm chí. Chờ chút, sao cha thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ. Sau Tô Thần Binh kịp phản ứng lại, bỗng vô cùng xấu hổ, cười ngượng ngùng nói cha, cái này. Thực ra, con của cha cũng rất mạnh mà. Cút, cái thứ ăn hại không làm được tích sự gì. Tô Kiền Khôn tức giận, không thèm để ý đến Tô Thần Binh nữa. Một tiếng lớn vang lên ngay lúc đó, không khí lo lắng liền tan biến đi hết. Sau đó, Tô Thương sai người khiêng Tô Thanh Y, sau đó cả một đoàn người cũng rời khỏi mật thất dưới lòng đất. Đại thọ 80 tuổi của Nam Cung Ngự, sớm đã kết thúc, tất cả khách khứa đều rời đi hết. Lúc này, Nam Cung Ngự dẫn đầu rất nhiều cao thủ của gia tộc Nam Cung, lễ phép đứng dọc suốt lối ra của mật thất để tiếp đón Tô Thương. Xin chào Tô Đại Nhân. Nhìn thấy Tô Thương và một nhóm người đi ra, dưới sự dẫn đầu của Nam Cung Dận. Rất nhiều cao thủ của gia tộc Nam Cung, đồng loạt quỳ xuống dưới đất, hướng về phía Tô Thương hành lễ, để bày tỏ sự phục tùng. Đứng lên hết đi. Tô Thương khua tay, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Nam Cung Ngự, dặn dò chuẩn bị mấy chiếc máy bay trực thăng, rồi đưa bọn tôi về Côn Luân. Tuân lệnh. Nam Cung Ngự thận trọng đứng lên, lễ phép trả lời, sau đó liền sắp xếp người thân cận, đi chuẩn bị máy bay trực thăng, Tô Đại Nhân. Xin chờ một lát, máy bay trực thăng đang ở bên ngoài nhà kho ạ. Tô Thương gật đầu, rồi nói, Nam Cung Ngự, Trường Phong là do ông giết, hay tôi giết vậy? Thưa Tô Đại Nhân, là tôi giết ạ. Nam Cung Ngự rón rén như giẫm trên lớp băng mỏng, nói nhỏ nhẹ, tôi đã bảo người thông báo ra bên ngoài, Trường Phong là người cắm sừng tôi trước, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, nên tôi đã thiết kế ra thuốc độc, rồi hạ độc ông ta. Tôi tin là không bao lâu nữa, khắp thiên hạ sẽ biết, gia tộc Nam Cung tôi đã cắt đứt với ngoại vực rồi. Ha ha, được đấy,
Được đấy, ông đúng là một người thông minh nha, một số việc không cần tôi nhắc nhở, mà ông đã làm được việc rồi. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó ngưng kết ra một khế ước linh hồn, đưa đến trước mặt Nam Cung Ngự, thản nhiên nói, đây là gì, chắc ông cũng biết rõ rồi, lấy một giọt máu, nhỏ trên bề mặt này, từ lúc này ông đã được coi như cùng chiến tuyến của tôi rồi. Vâng, Nam Cung Ngự không chần chờ chút nào, lập tức làm theo lời của Tô Thương. Vì ông ta biết, chỉ cần bản thân có một tí mảy may do dự nào, thì hôm nay chính là ngày diệt vong của gia tộc Nam Cung. Khế ước linh hồn ràng buộc thành công, Nam Cung Ngự không dám có một ý đồ xấu nào hết. Rất tốt. Tô Thương gật đầu, rồi nói, tiếp theo tôi sẽ đến núi Cửu Phong, ông sẽ đi cùng tôi chứ, để ông được tận mắt chứng kiến, tôi xóa sổ cái tên thiếu gia Phong Khê kia như thế nào, như vậy ông mới có thể ngủ ngon giấc, không cần phải lo lắng bị tên thiếu gia Phong Khê kia trả thù. Cái này, Tô Đại Nhân, tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng vết thương của tôi. Nam Cung Ngự nhìn vết thương lúc trước bị Tô Thương chém rơi cả cánh tay một cái, rồi để lộ ra một nụ cười khổ. Nam Cung Ngự có thể làm ông chủ, thiên phú và thực lực đương nhiên là không tồi, ông ta đã là giả đan tam chuyển rồi. Bởi vậy, khi ở dưới mật thất dưới lòng đất, Tô Thương đã chém rơi một nửa cánh tay của Nam Cung Ngự, nhưng không có đáng lo ngại cả, sau khi cầm máu, thì lại như người bình thường. Nhưng cánh tay của ông ta thực sự bị cụt mất, ảnh hưởng đến sức chiến đấu thì không nhắc đến làm gì, nhưng nếu điều trị chậm trễ, chỉ sợ cảnh giới cũng sẽ tuột dốc theo. Vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Tô Thương nở một nụ cười, rồi nói, ông đã là đầy tớ của tôi rồi, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông, thi thể của tên Trường Phong kia, ông chưa tiêu hủy đấy chứ? Chưa à? Nam Cung Ngự lắc đầu, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, đối với tôi một tên súc vật như thế, dù chết rồi, tôi cũng không dễ dàng buông tha cho ông ta đâu. Tôi đã bảo người đem thi thể của ông ta đi phơi khô rồi. Sau đó định làm một cái tiêu bản, để thi thể của ông ta quỳ ở bên ngoài cửa chính của gia tộc Nam Cung mãi mãi. Nam Cung Ngự mặt âm trầm nói ra, có thể thấy được, hắn là thật thống hận Giải Phong. Cách nghĩ đó được đấy. Tô Thương cười nói, nhưng, cơ thể của ông ta vẫn còn tác dụng, ông mau bảo người làm đóng băng lại đi, tôi về núi Côn Luân một chuyến trước đã, đợi tôi quay lại, có thể dùng cơ thể của ông ta, để khôi phục lại hình dạng ban đầu cho ông. Hơn nữa có thể tiến bộ hơn trước đấy, ông sẽ trở thành một cao thủ cảnh giới kết đan thực sự. Cái này, Nam Cung Ngự không thể tin nổi nói, Tô Đại Nhân, câu nói đùa đấy à, cơ thể của ông ta làm sao có thể giúp tôi hồi phục lại như cũ được. Hơn nữa, trái đất có điểm xấu, tôi không dám tùy tiện đặt chân đến kết đan đâu. Tôi khắc có cách. Tô Thương khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như ông có gì băn khoăn, thì có thể từ chối. Không không không. Nam Cung Ngự vội nói, Tô Đại Nhân đương nhiên sẽ không hại tôi, sao tôi có thể băn khoăn được chứ? Vậy thì tốt. Tô Thương gật đầu, rồi nói, còn nữa, gọi tôi là ông chủ là được rồi, tôi không thích nghe hai chữ đại nhân đâu. Vâng, ông chủ, Nam Cung Ngự kính trọng nói ra. Ừm, Tô Thương khẽ gật đầu. Sau một hồi nói chuyện, thuộc hạ của gia tộc Nam Cung, cũng đã điều máy bay trực thăng đến nơi. Sau đó, Tô Thương đi cùng với cha và ông nội, cùng với đông đảo cận vệ thân tín ở núi Côn Luân, rời khỏi gia tộc Nam Cung, ngày hôm sau lại hạ cánh ở núi Côn Luân. Bây giờ, cải biến giới luyện võ thành công, nhưng lại có cao thủ ngoại vực hoành hành, Tô Thương không yên tâm với mọi người ở núi Côn Luân, nên mới đích thân hộ tống họ. Sau khi hộ tống xong, Tô Thương định ngồi máy bay trực thăng bay về gia tộc Nam Cung luôn, sau đó lại bay đến núi Cửu Phong. Gia tộc Nam Cung đã thống trị miền Nam nửa năm, còn núi Cửu Phong, thì thuộc phía Nam tỉnh An Huy, thuộc về một nửa của phía Nam. Từ gia tộc Nam Cung đến núi Cửu Phong, vừa hay cũng tiện đường. Gia tộc qua Cửu Phong Sơn, vừa vặn tiện đường. Cha, nhất định phải nhớ, cho dù ai đến đi nữa, thì cũng không được mở trận pháp ra. Trước khi đi, Tô Thương lại dặn dò một lần nữa, đừng để người khác lấy ông nội làm cái cơ. Cho dù ông con đích thân đứng ở bên ngoài, bảo mở trận pháp để ông vào, thì cha phải kiên quyết từ chối. Được, cha hiểu rồi. Tô Thần Binh gật đầu nói, yên tâm đi, có gió to sóng lớn nào mà cha con chưa từng thấy đâu, mấy trò hề vặt vãnh đấy, chỉ lừa được Tô Thanh Y mà thôi. Ừm,
Tô Thương cười nói, vậy thì được, chờ con quay về nhé. Tô Thương, phẩy. Tô Kiền Khôn đứng bên cạnh nói, lần này đến núi Cửu Phong, cháu nhất định phải cẩn thận, lượng sức mà làm nhé. Cháu biết rồi ạ, ông đừng lo lắng cho cháu nữa. Tô Thương nở một nụ cười, sau đó liền ngồi máy bay trực thăng, rời khỏi núi Côn Luân. Từ khi tham gia trăm tông hội võ, đã lâu rồi Tô Thương chưa trở về Giang Bắc, trong lòng vô cùng mong nhớ Lý Nguyệt, hận không thể đến Giang Bắc ngay lập tức, để an ủi động viên vợ một chuyến. Nhưng, chuyện gì cũng có trước có sau, bây giờ núi Cửu Phong đã tụ tập đông đảo người luyện võ, là hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, mà Phong Khê thiếu gia, cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh Phong, đã tuyên bố là muốn san phẳng núi Cửu Phong. Còn có, vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, núi Nga Mi, núi Bồ Đề, và đông đảo người luyện võ của các ngọn núi nổi tiếng, đều bị nhốt ở gia tộc Thượng Quan, tình hình rất nguy cấp. Tình hình kiểu này, đương nhiên Tô Thương sẽ không quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường, đại sự mới là quan trọng. Máy bay trực thăng bay thẳng lên trời, xuyên qua những tầng mây. Trên đường bay, Tô Thương bình tĩnh lại, để cảm nhận được những người thân tín đã ký kết kế ước linh hồn, anh ấy muốn biết bọn họ thế nào rồi. Nhưng khoảng cách quá xa, nên Tô Thương đã không cảm ứng được, anh ấy chỉ biết được là những người kia đều còn sống. Đồng thời có ba luồng khí tức, trở nên vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh ý như chính mình ấy, điều này khiến Tô Thương ngạc nhiên giật nảy mình. Nửa năm này, anh ấy chuyên tâm tu luyện, sau khi xuất quan, không nghỉ ngơi mà đến gia tộc Nam Cung luôn, đương nhiên không hề chú ý đến những người thân tín kia, ai biết được tốc độ phát triển của ba người đó, lại kinh khủng đến như vậy. Ali, Quách Hí, Hứa Sơn Cứ. Tô Thương kinh ngạc mãi không thôi, lẩm bẩm nói Ali chắc cũng không cần nói nữa, chắc chắn ở ngoài phía Đông Thanh Khâu, đã đạt được kỳ tích bất ngờ nào đó hoặc có được sự kế thừa, cho nên mới có nửa năm, mà đã trở nên mạnh như thế. Nhưng hai người Quách Hí và Hứa Sơn Cư, sao bọn họ lại làm được vậy? Tô Thương không nghĩ ra, bèn không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao đối với anh ấy mà nói, đây là chuyện tốt. Ba người bọn họ, cách mình quá xa, khí tức của bọn họ mình cũng không cảm ứng được, cũng không biết bây giờ bọn họ đã ở cảnh giới nào rồi. Tô Thương cười cười, rồi khép hờ hai mắt lại ngồi trong máy bay trực thăng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ phút này, bên ngoài núi Cửu Phong, bên trong núi, có một thanh niên tuấn tú thư sinh, ngồi khoanh chân, linh khí bao trùm quanh người, đang vận chuyển công pháp. Người này chính là một trong số những cao thủ ngoại vực được Viêm Long Tiên Đế dưa vào trái đất lần này, chính là Phong Khê Thiếu Gia. Vù! Lúc này, Phong Khê Thiếu Gia bỗng mở to mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một sự lạnh lùng đến buốt xương. Thế hệ sau nhà họ Tô, Tô Thương. Ha ha ha, tên súc vật không biết sống chết là gì, dám giết cha tao à, được lắm được lắm. Phong Khê Thiếu Gia đã biết chuyện xảy ra ở gia tộc Nam Cung. Ánh mắt sắc lạnh nói, đợi sau khi tao san bằng núi Cửu Phong, nhất định sẽ chém mày ra thành trăm mảnh, chờ đấy đi. Sau khi tức giận một hồi, Phong Khê Thiếu Gia liền tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa, đối mặt với người luyện võ bậc nhất Ngô Thanh Ảnh, thì anh ta cũng không dám khinh thường. Sau khi đến trái đất, Phong Khê Thiếu Gia liền bắt đầu tàn sát giới luyện võ cổ đại ở trái đất, lần lượt đến vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, núi Bồ Đề, núi Nga Mi. Và rất nhiều chỗ khác. Dựa vào thực lực Nguyên Anh đỉnh phong của anh ta, chắc chắn sẽ có thể lấy được hết tất cả. Nhưng mà, có một số người lại khiến Phong Khê Thiếu Gia chịu khổ, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh bại được đối phương. Ví dụ như Sơn Chủ núi Thái Sơn Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời, mặc dù chỉ là võ tôn đỉnh phong nhưng lại có sức chiến đấu quá kinh người. Ngày đó, Phong Khê Thiếu Gia có ấn tượng rất mạnh. Sau khi đến Thái Sơn, anh ta liền đứng ở đỉnh núi, lên tiếng bảo người mạnh nhất Thái Sơn ra đánh với anh ta một trận, kết quả Thạch Hạo Hãn ra. Không chỉ có trái đất có hệ thống luyện võ cổ đại mà những tinh vực khác cũng có. Phong Khê Thiếu Gia đi theo Viêm Long Tiên Đế nhiều năm, cũng có chút hiểu biết ít nhiều về hệ thống luyện võ cổ đại. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra Thạch Hạo Hãn chỉ là võ tôn đỉnh phong, chỉ có thể xứng để đánh với kết đan đỉnh phong trong giới tu chân thôi. Anh ta đã là Nguyên Anh đỉnh phong, cho nên cũng không coi Thạch Hạo Hãn ra gì. Đồng thời,
Trước khi Phong Khê thiếu gia đến trái đất đã nhận được mệnh lệnh của Viêm Long Tiên Đế là không được xóa bỏ người luyện võ mạnh mẽ ở trái đất, chắc hẳn Viêm Long Tiên Đế muốn nghiên cứu phân tích căn nguyên của hệ thống luyện võ cổ đại. Một hệ thống mà ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng muốn nghiên cứu, bây giờ cơ hội đã xuất hiện ở trước mặt, đương nhiên Phong Khê thiếu gia sẽ không bỏ qua. Thế là anh ta chấp nhận hạ thấp cảnh giới của mình, lấy kết đan đỉnh phong để đánh một trận với Thạch Hạo Hãn. Ngay từ đầu còn đỡ, hai người đánh tới đánh lui đều có thể chứng minh cảnh giới võ tôn của hệ thống luyện võ cổ đại đúng là tương xứng với cảnh giới kết đan của hệ thống tu chân. Nhưng sau khi Thạch Hạo Hãn sử dụng Thái Sơn thần công thì mọi chuyện đã khác. Phong Khê thiếu gia là thân tín của Viêm Long Tiên Đế, lúc trước đã đặt chân đến cảnh giới hóa thần, chắc chắn cũng phải có con át chủ bài bí ẩn. Nhưng cho dù anh ta đã sử dụng hết mọi chiêu trò vẫn không thể thắng được người khổng lồ Thạch Hạo Hãn sử dụng Thái Sơn thần công, đến mức toàn bộ quá trình đều bị đánh túi bụi, có thể nói là thất bại thảm hại. Phong Khê thiếu gia chỉ giữ vững được 100 hiệp đã bị Thạch Hạo Hãn đánh bại. Cuối cùng anh ta phải giải trừ phong ấn, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, lấy cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong dễ dàng đánh bại Thạch Hạo Hãn. Nếu so sánh giữa cảnh giới, chắc chắn cậu không phải là đối thủ của tôi. Thậm chí chỉ cần tôi có thể đặt chân đến cảnh giới võ thánh thì cậu cũng sẽ không địch lại tôi. Sau khi thất bại, Thạch Hạo Hãn thở dài thật sâu, đáng tiếc, thời gian cổ võ biến đổi quá ngắn, 3 năm, nếu như cho tôi thêm 3 năm, cậu sẽ không có tư cách làm đối thủ của tôi. Phong Khê thiếu gia cũng không phản bác lại câu này, thậm chí còn gật đầu đồng ý. Bởi vì anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi Thạch Hạo Hãn sử dụng tuyệt kỹ để cơ thể khổng lồ, cho dù là năng lượng hay là sức mạnh đều tăng gấp bội, gần như là vô địch trong cùng một cảnh giới lớn. Về sau, Phong Khê thiếu gia đến vùng núi giữa núi và biển, cũng lấy cách hạ thấp cảnh giới để khiêu chiến ông già Lao Sơn. Kết quả cũng giống nhau, Phong Khê thiếu gia không địch lại ông già Lao Sơn, thất bại thảm hại. Sau đó anh ta tiếp tục đi núi Bồ Đề, núi Nga Mi. Vẫn dùng cách hạ thấp cảnh giới và cũng thất bại toàn bộ. Vốn dĩ Phong Khê thiếu gia chưa bao giờ coi thường hệ thống luyện võ cổ đại, mà sau những trận khiêu chiến này, anh ta lại càng thêm coi trọng hệ thống luyện võ cổ đại hơn. Bên trong hư không vô ngần không chỉ có trái đất, huyền thiên tinh vực, mà vẫn còn tồn tại rất nhiều tinh vực khác. Bên trong những tinh vực này, có một vài tinh vực không có hệ thống tu chân, cũng không có hệ thống luyện võ, ai nấy đều là người bình thường, cùng lắm là thông qua việc rèn luyện để có tố chất thân thể tốt hơn một chút. Nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi phạm trù người bình thường. Đương nhiên, đa số tinh vực đều thịnh hành hệ thống tu chân, cũng có tinh vực phát triển khoa học kỹ thuật, con người có thể mượn sức mạnh của cơ giáp để phá vỡ hư không, chinh chiến toàn vũ trụ, đương nhiên trong đó cũng có tinh vực tu luyện hệ thống luyện võ. Vào vài ngàn năm trước, Phong Khê thiếu gia và Viêm Long Tiên Đế đã đến một tinh vực lấy thực lực làm chủ. Tinh vực kia tên là Chân Võ Tinh Vực. Toàn bộ cường giả đều là người luyện võ, không có người tu chân. Các cường giả của Chân Võ Tinh Vực là cứu cực võ đế rất nổi tiếng, thực lực mạnh đến mức ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng phải kiêng dè. Lần đó Viêm Long Tiên Đế đến là để cướp đoạt quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực, kết quả bị một võ đế của Chân Võ Tinh Vực đánh lui, bởi vậy có thể thấy được khi đi đến cuối hệ thống luyện võ cổ đại sẽ mạnh đến mức nào. Lần đó chưa thành công, Viêm Long Tiên Đế mới chuyển mục tiêu sang trái đất. Đáng tiếc trái đất không hề đơn giản như mặt ngoài, đến mức kế hoạch của Viêm Long Tiên Đế từ đầu đến cuối vẫn chưa thể như ý. Về sau, trái đất xuất hiện hệ thống luyện võ khiến Viêm Long Tiên Đế vô cùng kinh ngạc, càng cảm thấy trái đất thần bí. Ông ta đã từng suy đoán chẳng lẽ trái đất lại là chi nhánh của Chân Võ Tinh Vực, hoặc là từng có cao thủ siêu cường của Chân Võ Tinh Vực đến trái đất, để phương pháp tu luyện hệ thống luyện võ lại trái đất. Không ai biết được những điều này. Viêm Long Tiên Đế muốn nghiên cứu hệ thống luyện võ của trái đất, chỉ sợ là vì muốn làm rõ ràng những điều này, hy vọng có thể tìm được nhược điểm của hệ thống luyện võ. Kể từ đó ông ta sẽ có thể đến Chân Võ Tinh Vực tìm tên võ đế kia báo thù, thuận tiện lấy đi quả đại đạo của Chân Võ Tinh Vực. Phong Khê thiếu gia biết rất rõ về những điều này, nói tóm lại anh ta chưa bao giờ xem thường hệ thống luyện võ. Mà Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Phong đã từng được tôn sùng là người đứng đầu giới luyện võ. Bây giờ giới luyện võ biến đổi thành công, chắc chắn thực lực sẽ không kém. Cho nên Phong Khê thiếu gia mới không tùy tiện ra tay, mà đưa ra ước hẹn,
Trong lúc đó, anh ta đã điều tức dưỡng thần, lấy trạng thái đỉnh cao nhất để đối chiến với Ngô Thanh Ảnh, đồng thời có thể cho người đi thăm dò thực lực của Ngô Thanh Ảnh. Trước khi bế quan, anh ta đã phái lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu đến khiêu chiến Ngô Thanh Ảnh. Lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu là cảnh giới giả đan cửu truyền. Mặc dù cảnh giới này vẫn chưa đặt chân đến kết đan, nhưng lại có thể so với kết đan đỉnh phong, thậm chí có thể đánh được với Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc trước Tây Giao nhà họ Tây là giả đan lục truyền đã có thể chống lại được kết đan trung hậu kỳ. Chắc chắn sức mạnh thật sự của giả đan cửu truyền sẽ đứng trên kết đan, có lẽ sẽ thua Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nhất định là thua một cách đáng tiếc. Cảnh giới giả đan, mỗi một truyền đều vô cùng nguy hiểm, cũng không phải 10 cổ tộc đều có giả đan cửu truyền, đủ để chứng minh lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu mạnh đến mức nào. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, núi Cửu Phong. Lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu võ đang khiêu chiến dưới núi Cửu Phong. Trên mặt ông ta có đầy nếp nhăn, mái tóc trắng dài bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch. Mặc dù đã sống mấy trăm tuổi, gần chết đến nơi rồi, nhưng Hạ Hầu võ vẫn vô cùng khỏe mạnh, cả người tản ra khí tức làm người ta sợ hãi. Ngô Thanh Ảnh, đi ra đánh một trận. Bên cạnh Hạ Hầu võ không có một ai, ông ta hướng mặt về phía núi Cửu Phong, lạnh lùng khiêu khích. Không phải bà tự xưng là người đứng đầu giới luyện võ sao, sao cứ phải làm rùa đen rụt đầu thế? Xung quanh núi Cửu Phong có rất nhiều người luyện võ đến đây nương tựa vào Ngô Thanh Ảnh. Những người này đều đến từ các môn phái luyện võ trên các ngọn núi nổi tiếng, bởi vì e ngại 10 cổ tộc và cường giả ngoài thế giới, lại không muốn đầu hàng kẻ địch, bởi vậy mới tới đây tìm kiếm sự che chở của núi Cửu Phong. Lúc này bạn họ nhìn thấy Hạ Hầu võ khiêu khích, ai nấy đều câm như hến, nhượng bộ lui binh. Hạ Hầu võ, lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu trong 10 cổ tộc, ông ta không phải người triều Minh sao, đã 5-600 năm qua rồi mà vẫn còn sống. Người tu chân không thể đặt chân đến cảnh giới kết đan, một người tu chân cảnh giới trúc cơ như ông ta làm sao có thể sống lâu như thế. Cảnh giới giả đan cũng có thể nâng cao tuổi thọ, nghe nói trong 10 cổ tộc có 3 tên giả đan cửu truyền. Hạ Hầu võ chính là một trong số đó. Hạ Hầu võ, Đông Phương Bất Diệt, Tây Giao, ba vị này đều là giả đan cửu truyền, nhưng không biết vì sao Tây Giao nhà họ Tây lại hạ xuống đến cảnh giới kết đan lục truyền, trong 10 cổ tộc chỉ còn 2 vị giả đan cửu truyền. Không biết giả đan cửu truyền có thể so với người luyện võ cảnh giới gì, Ngô Thanh Ảnh tiền bối có thể chiến thắng hay không? Chỉ sợ không được, Hạ Hầu võ đã gọi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Ngô Thanh Ảnh ra. Hai, xem ra chúng ta tìm nhầm người nương tựa rồi, núi Cửu Phong còn khó mà giữ được mình, như thế, còn không bằng trực tiếp quy thuận ngoại vực, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngậm miệng, người ngoại vực lòng lang dạ thú, cho dù chúng ta có chết cũng sẽ không khuất phục. Đúng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chấm chấm chấm. Ha ha. Lúc này, Hạ Hầu võ nhìn quanh đám người xa xa, hơi nhếch khóe miệng lên nói, Ngô Thanh Ảnh. Còn không ra đúng không, vậy thì tốt, hôm nay tôi sẽ giết sạch, để máu tươi nhuộm đỏ núi Cửu Phong. Vừa dứt lời, Hạ Hầu võ liền muốn ra tay, trong đôi mắt hiện ra sát ý mãnh liệt. Hai, Hạ Hầu võ, tôi vốn không muốn ra tay với ông, sao ông cứ phải làm như vậy? Nhưng vào lúc này, Ngô Thanh Ảnh và Thiên Niên Sát bay đi đến, vững vàng hạ xuống phía trước Hạ Hầu võ. Trong đó Ngô Thanh Ảnh chống gậy. Vẻ mặt bình thản nhìn Hạ Hầu võ, cũng không có chút e ngại nào. Trên người bà ấy không lộ ra một chút khí tức nào, chỉ giống như một bà lão bình thường. Nhưng Ngô Thanh Ảnh chỉ đứng tại chỗ đã có một sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến đám người ở xung quanh đều cảm thấy yên tâm. Hừ, Ngô Thanh Ảnh, cuối cùng bà cũng đã chịu ra. Hạ Hầu võ nhìn chằm chằm Ngô Thanh Ảnh, nhếch khóe miệng lên cười lạnh, trầm giọng nói, tới đi, để cho tôi thử một lần. Xem bà có tư cách làm người mạnh nhất giới luyện võ hay không. Là Phong Khê bảo ông đến thăm dò tôi đúng không? Ngô Thanh Ảnh cũng không ra tay mà lạnh nhạt hỏi. Hạ Hầu võ không trả lời. Ông không nói tôi cũng biết, chắc chắn là cậu ta. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói, cậu ta đã hẹn với tôi ngày mai sẽ đường đường chính chính đánh một trận ở núi Cửu Phong, nhưng bây giờ lại bảo ông đi tìm cái chết, xem ra cậu ta cũng không tự tin về thực lực của mình. Ha ha, Ngô Thanh Ảnh, bà không khỏi quá đề cao mình rồi.
Hạ Hầu Võ khinh thường cười nói, thiếu gia Phong Khê là nguyên anh đỉnh phong, sao lại phải sợ bà? Dựa theo cảnh giới tương ứng của hai hệ thống, ít nhất bà cũng phải là võ thánh mới có thể đánh một trận với thiếu gia Phong Khê. Hạ Hầu Võ nghiền ngẫm cười nói, cổ võ mới chỉ biến đổi nửa năm mà thôi, cho dù bà có mạnh đến mức nào cũng chẳng làm được gì, mới chỉ nửa năm, còn có thể đặt chân đến võ thánh hay sao? Cho dù bà thật sự là võ thánh cũng không có khả năng thắng được Phong Khê đại nhân, cậu ta là nguyên anh đỉnh phong. Hạ Hầu Võ nhấn mạnh. Ngô Thanh Ảnh cười lắc đầu, cũng không quan tâm vì sao Hạ Hầu Võ lại đến nữa, chỉ thản nhiên nói, ông muốn khiêu chiến tôi, vậy thì bắt đầu đi, tôi cũng muốn biết một chút cái gì gọi là giả đan cửu truyền. Ha ha! Hạ Hầu Võ híp mắt lại, cười lạnh nói, Ngô Thanh Ảnh, ngày mai bà và thiếu gia Phong Khê đối chiến mới là màn kịch chính, hôm nay chúng ta chỉ đánh qua thôi. Bà và tôi mỗi người một chiêu phân thắng thua. Sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến ngày mai của bà, để tránh việc sau khi thua Phong Khê đại nhân bà lại không phục, như thế nào? Hạ Hầu Võ đề nghị. Cũng được. Ngô Thanh Ảnh gật đầu, xem như ngầm cho phép. Tốt. Hạ Hầu Võ thấy Ngô Thanh Ảnh đồng ý, hai tay lập tức bấm huyệt, điều động linh khí toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí vô tận hiện lên, ngưng tụ thành một thanh trường đao nằm ngang ở trước người Hạ Hầu Võ. Linh khí trường đao như có thực chất, uy thế ngập trời, lúc xuất hiện ngay cả không gian cũng phải rung động. Thật, thật là khủng khiếp. Đây chính là thực lực giả đan cửu chuyển sao, chỉ sợ võ tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đã chống lại được. Giới luyện võ mới chỉ biến đổi nửa năm, những sơn chủ võ tôn gờ chủ của giới luyện võ có tích lũy thế nào thì cũng gần như không ai có thể đến được võ tôn đỉnh phong. Cho tới bây giờ, Ngô Thanh Ảnh tiền bối vẫn chưa bao giờ thật sự ra tay. Đương nhiên thiếu gia Phong Khê kia cũng phải kiêng kỵ Ngô Thanh Ảnh tiền bối, cho nên mới để Hạ Hầu lão tổ Hạ Hầu Võ tới thử Ngô Thanh Ảnh tiền bối một lần. Hai, chúng ta đã kỳ vọng quá cao vào Ngô Thanh Ảnh tiền bối rồi, chỉ sợ bà ấy còn chẳng thể chờ được thiếu gia Phong Khê đã bị Hạ Hầu Võ đánh bại rồi. Chấm chấm chấm. Đông đảo người luyện võ chạy nạn đến đây đều bàn luận ầm ĩ, hiển nhiên không ai coi trọng Ngô Thanh Ảnh. Người đứng đầu giới luyện võ, tiếp chiêu. Lúc này, Hạ Hầu Võ nở một nụ cười lạnh, lập tức hơi chuyển động suy nghĩ, linh khí trường đao liền phá rách hư không lao đến với tốc độ nhanh đến mức kinh người. Mà Ngô Thanh Ảnh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng. Hừ, ngay cả một kích này của tôi mà còn không ngăn được, bà lấy cái gì để chống lại thiếu gia Phong Khê, người đứng đầu giới luyện võ cũng chỉ là do mua danh chuộc tiếng mà thôi. Hạ Hầu Võ nhìn thấy thế. Trong mắt hiện ra một sự thất vọng, trầm giọng nói, thôi được rồi, để tôi giết bà luôn, để ngày mai đỡ mất mặt. Sau đó, Hạ Hầu Võ điều khiển linh khí trường đao tiến quân thần tốc, muốn giết chết Ngô Thanh Ảnh. Nhưng lúc linh khí trường đao sắp chạm đến Ngô Thanh Ảnh, trước người Ngô Thanh Ảnh đột nhiên xuất hiện một bức tường ngưng tụ từ chân khí. Bức tường này chắn ở phía trước Ngô Thanh Ảnh, linh khí trường đao không có cách nào tiến lên thêm nữa. Hả? Hạ Hầu Võ thấy cảnh này thì nhíu mày lại, tiếp tục điều khiển linh khí trường đao, định xông phá chân khí phòng ngự. Tán cho tôi. Cùng lúc đó, Ngô Thanh Ảnh giơ gậy trống trong tay lên, chậm rãi đập xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một uy thế kinh khủng lấy Ngô Thanh Ảnh làm trung tâm tản ra bốn phía như gợn sóng. Xung quanh lập tức nổi đầy cát bụi, đá vụn bay tán loạn. Cong. Cũng ngay lúc này, linh khí trường đao của Hạ Hầu Võ tán loạn ầm ầm, biến mất hoàn toàn. Phụt. Hạ Hầu Võ rút lui hai bước, sau khi ổn định cơ thể mới há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Xôn xao. Một màn này khiến mọi người lập tức sợ ngây người, xung quanh sôi trào trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thực lực thật là khủng khiếp. Tôi thua trận chiến này, nhưng mà Ngô Thanh Ảnh, bà đừng nên đắc ý, ngày mai thiếu gia Phong Khê sẽ đến núi Cửu Phong, lúc đó chính là ngày chết của bà. Đáy mắt Hạ Hầu Võ hiện lên vẻ mừng rỡ, mặt ngoài thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Ảnh, sau đó liền quay người rời đi. Cái thứ rác rưởi gì, cũng dám đến núi Cửu Phong khiêu chiến, không biết sống chết, bà đuổi theo đi, đừng để ông ta chạy mất. Thiên Niên sát bên cạnh nói. Được rồi, Ngô Thanh Ảnh lại lắc đầu nói, để ông ta đi đi.
Vì sao vậy bà, người này có thực lực thật mạnh, nếu giữ lại sẽ là một tai họa ngầm. Thiên Niên Sát nghi ngờ nói. Giới luyện võ đã biến đổi, nhưng linh khí vẫn còn chưa khôi phục, vì để tăng cường thực lực của trái đất, chắc chắn chúng ta phải giúp đỡ khôi phục linh khí. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói, giữ lại ông ta đi, có lẽ về sau còn có tác dụng. Hạ Hầu Võ này là chó săn của ngoại vực, giữ lại ông ta để làm gì, chắc chắn ông ta sẽ ngăn cản khôi phục linh khí. Thiên Niên Sát nói, không. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu, sau đó nhìn qua phương hướng Hạ Hầu Võ chạy trốn, nhỏ giọng nói, không có ai chờ mong khôi phục linh khí thành công hơn giả đan cửu chuyển. Cảnh giới giả đan là một cảnh giới mà người tu chân trên trái đất bất đắc dĩ mở ra. Mặc dù không phải cảnh giới kết đan, nhưng bởi vì nhiều lần ngưng kết kim đan mà tự phá, phá rồi lại lập, dẫn đến linh khí trong cơ thể vô cùng khổng lồ, thể chất cũng đã được tăng lên cực lớn, bởi vậy có thể chống lại với cảnh giới kết đan thực thụ. Giả đan cửu chuyển cần trải qua 9 lần kim đan vỡ vụn, mỗi một lần vỡ vụn đều khó khăn đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Nỗ lực và thu hoạch luôn luôn tương đương với nhau, thậm chí giả đan cửu chuyển còn vượt qua kết đan đỉnh phong, có thể đánh một trận với Nguyên Anh sơ kỳ. Cho dù không địch lại Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng đây lại chính là nguyên nhân khiến cảnh giới giả đan đỉnh phong không có cách nào bước về phía trước một bước. Tuổi thọ của giả đan cửu chuyển cũng bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể qua 500-600 tuổi mà thôi, trừ khi tu luyện công pháp đặc biệt. Khi một người tu chân có thể đạt tới cảnh giới giả đan lục chuyển, đã đủ để chứng minh thiên phú của người đó mạnh đến mức nào, tích lũy thâm sâu cỡ nào rồi. Nếu có một ngày có thể thật sự ngưng kết đến kim đan, chắc chắn sẽ thế liên tiếp tăng cấp như diều gặp gió. Sở dĩ người tu chân cảnh giới kết đan bước vào cảnh giới Nguyên Anh vô cùng gian nan, là bởi vì đa số người tu chân không chịu nổi kiếp nạn kim đan vỡ vụn. Chỉ có kim đan vỡ vụn mới có thể ngưng tụ Nguyên Anh thuộc về mình, từ đó đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Mà người tu chân cảnh giới giả đan đã có kinh nghiệm kim đan vỡ vụn rồi. Nhất là giả đan cửu chuyển, vỡ vụn 9 lần, lại đột phá 1 lần, còn không phải dễ như trở bàn tay ư. Nói không sai thì một khi trái đất không có điểm xấu, không có đại đạo áp chế, chắc chắn sẽ có một số người tu chân cảnh giới giả đan có thể vượt ngang cảnh giới kết đan, trực tiếp ngưng tụ Nguyên Anh, trở thành cảnh giới Nguyên Anh. Điều này cần bọn họ tích lũy nhiều năm. Nhưng, bây giờ trái đất lại có điểm xấu, ai cũng không dám đặt chân đến cảnh giới kết đan chân chính. Nhưng nếu linh khí khôi phục sẽ khác, trái đất sẽ chào đón một thời đại phồn vinh hoàn toàn mới. Không chỉ không cần lo lắng bị điểm xấu quấy nhiễu, còn có thể có được linh khí sung túc, trái đất sẽ biến thành thiên đường dành cho người tu chân. Đến lúc đó, giả đan cửu chuyển sẽ có thu hoạch lớn nhất, thực lực tăng vọt chỉ ở trong tầm tay. Bởi vậy chắc chắn Hạ Hầu Võ của gia tộc Hạ Hầu sẽ vô cùng khát khao việc linh khí khôi phục. Ngô Thanh Ảnh khôn khéo cỡ nào chứ, đương nhiên cũng đoán được điều này, cho nên mới thả Hạ Hầu Võ đi. Nếu không lấy thực lực của bà ấy, có thể dễ dàng xử lý Hạ Hầu Võ, để ông ta không chỗ trốn. Linh khí khôi phục quá quan trọng, mỗi một thứ có lợi cho linh khí khôi phục đều phải lợi dụng. Giả đan cửu chuyển hy vọng linh khí khôi phục nhất. Thiên Niên Sát dừng một chút, rất nhanh đã hiểu rõ, sau đó nịnh nọt nói, bà thật anh minh, vừa rồi bà chỉ cần dùng một chiêu đã đánh được Hạ Hầu Võ, có phải đã đặt chân đến cảnh giới võ thánh rồi không? Lần này, Ngô Thanh Ảnh không phủ nhận, khẽ gật đầu một cái, quả thật cảnh giới võ thánh vô cùng huyền diệu, hệ thống luyện võ cổ đại cũng không tầm thường, không biết trong trận chiến ngày mai, tôi có thể đánh bại được thiếu gia Phong Khê kia không? Sau khi lẩm bẩm một mình, Ngô Thanh Ảnh liền đưa mắt nhìn về phía những người luyện võ đến đây tìm nơi nương tựa. Những người này nhìn thấy người đứng đầu giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh nhìn mình thì vô cùng kích động, ngay sau đó đồng loạt hành lễ. Bái kiến Ngô tiền bối. Bái kiến Ngô tiền bối. Bái kiến Ngô tiền bối. Hàng trăm hàng ngàn người như núi kêu biển gầm, thanh thế ngập trời. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật đầu, mở miệng nói, mọi người có thể đến núi Cửu Phong. Tôi rất vui mừng, ít nhất đã chứng minh mọi người còn có sự nhiệt huyết, có cốt khí bất khuất, chứ không thần phục thế lực ngoại vực. Yên tâm đi, cho dù tôi có chết trong trận chiến ngày mai thì cũng sẽ đưa thiếu gia Phong Khê đi, cho núi Cửu Phong một sự bình yên. Ngô Thanh Ảnh chậm rãi nói,
nhưng sự hào hùng trong lời nói lại bay thẳng lên mây xanh. Ngô tiền bối tất thắng. Ngô tiền bối tất thắng. Ngô tiền bối tất thắng. Có người mở miệng trước tiên, sau đó đám người đều kích động phụ họa, chăm miệng một lời. Sau ngày mai, cũng không biết liệu sẽ có người đứng ra thay thế tôi bảo vệ giới luyện võ không, hai. Cuối cùng Ngô Thanh Ảnh thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã, bóng người lấp lóe rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mọi người ở xa tới là khách, chắc đã đói lắm rồi, tôi đã sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh sẽ có đồ ăn cho mọi người. Sau khi Ngô Thanh Ảnh đi, Thiên Nhiên Sát chắp tay nói, núi Cửu Phong không có nhiều phòng ở lắm, cho nên không thể mời mọi người ở lại được, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Minh chủ khách khí rồi, lần này chúng tôi tới đã mang đến thêm phiền toái cho núi Cửu Phong, nào còn dám hy vọng xa vời tiến vào núi Cửu Phong. Không sai, là bởi vì chúng tôi đến tìm nơi nương tựa, thiếu gia Phong Khê mới coi núi Cửu Phong là thiên đường cuối cùng của giới luyện võ, bởi vậy mới đi khiêu chiến Ngô tiền bối, núi Cửu Phong không xua đuổi chúng tôi đã rất biết ơn rồi. Cảm ơn núi Cửu Phong đã chăm sóc, nếu không sợ rằng chúng tôi đã bị 10 cổ tộc hủy diệt, nếu may mắn tránh thoát kiếp nạn lần này, chắc chắn chúng tôi sẽ không quên ân tình của núi Cửu Phong. Chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, gia tộc Nam Cung. Tô Thương đi máy bay trực thăng về tới gia tộc Nam Cung. Nam Cung gia chủ Nam Cung Ngự lê lết cơ thể gần tàn phế, tự mình đi ra ngoài chào đón, bên cạnh còn có rất nhiều cao thủ của gia tộc Nam Cung. Người mạnh nhất trong những cao thủ này chỉ là giả đan nhị chuyển, có khá nhiều trúc cơ đỉnh phong. Cậu chủ, Nam Cung Ngự cung kính nói, tôi đã để thi thể của Trường Phong vào mật thất luyện công rồi. Tô Thương lạnh nhạt mở miệng nói, dẫn tôi đến đó, đừng làm chậm trễ thời gian. Vâng, Nam Cung Ngự kích động nói, sau đó liền bảo đông đảo cao thủ của gia tộc Nam Cung canh giữ ở bên ngoài, mình thì đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Tô Thương nhìn thấy gia tộc Nam Cung đang chuẩn bị linh đường, rất nhiều người hầu của gia tộc Nam Cung đều mặc đồ tang màu trắng. Nam Cung Ngự, đây là linh đường của ai vậy? Tô Thương tò mò hỏi. Hồi bẩm cậu chủ, là, thập tam lang. Nam Cung Ngự nghe vậy thì chần chờ một chút, cuối cùng thở dài một hơi nói ra, hai, dù sao tôi cũng nuôi dưỡng thập tam lang 20 năm, mặc dù nó không phải con của tôi, nhưng... Hai. Nói rồi, Nam Cung Ngự tiếp tục thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ đau buồn. Thập tam lang là tôi giết, Nam Cung Ngự, ông hận tôi ư. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Không không không. Nam Cung Ngự vội vàng nói, cậu chủ, là ngài đã để tôi thấy rõ con người của tên khốn thập tam lang, ngày đó ở trong mật thất dưới đất, tôi vẫn còn nhớ như in sự khinh miệt và chán ghét của nó dành cho tôi, nó căn bản không coi tôi là cha. Sao tôi có thể vì nó mà hận ngài chứ? Chỉ là nó chết, tôi khó tránh khỏi có chút thất vọng mất mát, cho nên mới bố trí linh đường để tiễn nó đoạn đường cuối cùng. Nam Cung Ngự sợ hãi nói, cậu chủ, nếu như cậu không thích, tôi sẽ lập tức cho người dỡ bỏ linh đường. Không cần. Tô Thương lắc đầu, bởi vì khóa lại khế ước linh hồn, đương nhiên anh biết Nam Cung Ngự không nói sai, thế là nói, ông đúng là người nặng tình, cứ giữ lại linh đường đi. Nuôi dưỡng 20 năm, tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng không có gì đáng trách. Cảm ơn cậu chủ đã cho phép. Nam Cung Ngự ôm quyền, cảm kích nói. Dẫn đường đi. Vâng. Sau đó Nam Cung Ngự dẫn đường, rất nhanh hai người đã đến mật thất luyện công. Lúc này, trong mật thất, ngoài xác của Trường Phong ra, còn có một cô gái khác đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ. Cô gái này mặc váy dài như tiên nữ. Nhan sắc tuyệt mỹ, có được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu dùng từ quốc sắc thiên hương để nói thì cũng không có gì quá đáng. Cô chính là Nam Cung Ấu Vi, lúc này đang tu luyện, hai tay nắm ngọc thạch, từng luồng linh khí không ngừng tràn vào cơ thể cô. Cậu chủ, đây là Nam Cung Ấu Vi, khả năng tu luyện thiên phú, ở gia tộc Nam Cung không ai bằng. Nam Cung Ngự giới thiệu, trước đó không lâu, tiểu nữ đã hoàn thành một lần đánh vỡ kim đan. Bây giờ ở vào cảnh giới giả đan nhất chuyển. Tôi biết cô ấy, lúc ở núi Võ Đang, cô ấy và Đông Phương Minh Nhật của gia tộc Đông Phương đứng chung một chỗ, tôi cũng từng gặp qua một lần. Tô Thương cười cười, sau đó ánh mắt nhìn vào Nam Cung Ấu Vi, nhất thời tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Cậu chủ,
Nam Cung Ngự thấy vậy, nhất thời hưng phấn, tác hợp nói, nếu như cậu có hứng thú với con bé, đêm nay có thể cho nó phục vụ cậu. Con bé chưa đính hôn, chưa từng kết hôn, vẫn đang trong sạch đó. Nam Cung Ngự nói thêm. Tô Thương nghe nói như thế, thu lại ánh mắt, cũng không trả lời lại chuyện hầu hạ, chỉ nói, Nam Cung Ngự, cô ấy không phải con gái ông, hai người cũng không có cùng huyết thống. Quả nhiên không thể lừa được cậu chủ. Nam Cung Ngự nói thật, là thế này, cậu chủ, Nam Cung Ấu Vi là đứa trẻ do cha Nam Cung Dận của tôi nhặt về, từ nhỏ lớn lên tại gia tộc Nam Cung, trên danh nghĩa là con gái của tôi. Cách đó không lâu, Phong Khê Thiếu đến gia tộc Nam Cung, liếc một chút liền chọn chúng Ấu Vi, thậm chí còn nói khi từ núi Cửu Phong trở về thì sẽ cưới Ấu Vi. Nam Cung Ngự nói tiếp, có điều, bây giờ cậu chủ ra tay, Phong Khê Thiếu ra chắc chắn phải chết, tất nhiên không cưới được Ấu Vi rồi, nếu cậu chủ không chê, có thể đưa về phòng, coi như đây là hiếu kính chút tâm ý của gia tộc Nam Cung chúng tôi. Không cần phải thế. Tô Thương khoát khoát tay, sau đó cười nói cái tên Phong Khê Thiếu ra này, quả nhiên độc ác thật nha. Chắc là nhìn ra được Nam Cung Ấu Vi không phải tầm thường, có nên mới muốn có được cô ấy. Không tầm thường, Nam Cung Ngự nghi ngờ nói, cậu chủ, xin chỉ giáo. Người con gái này, không phải người bình thường, nếu tôi không nhìn nhầm, thì cô ấy thậm chí không phải là người. Tô Thương vừa dò xét Nam Cung Ấu Vi, vừa nói, cô ấy là một khối ngọc thạch, sinh ra được ý thức, hấp thụ tinh hoa của trời đất vì thế mới có thể biến thành hình người. Nam Cung Ngự, gia tộc Nam Cung các ông, có phải có loại trí bảo ngọc thạch phải không? Tô Thương đột nhiên hỏi. Cái này, vâng. Nam Cung Ngự không giấu giếm mà nói thật, gia tộc Nam Cung chúng tôi, quả thực có một trí bảo, gọi là M Dương Song Ngư. Trí bảo này, vẫn luôn do cha Nam Cung Giận của tôi giữ nó, khoảng nửa năm trước, sau khi giới luyện võ biến đổi, thập đại cổ tộc tổ chức hội nghị, cùng bàn bạc chuyện đối phó với giới luyện võ. Cha tôi đại diện cho gia tộc Nam Cung đi tham dự, vẫn luôn không thấy trở về, sau đó chúng tôi phát hiện ra xác của ông ấy, không biết bị kẻ nào hãm hại. Nam Cung Ngự nghĩ Tô Thương muốn M Dương Song Ngư, liền nói, chỉ bảo M Dương Song Ngư của gia tộc Nam Cung, cũng biến mất theo rồi, không biết tung tích. Sau khi giới luyện võ biến đổi, Tô Thương nắm được trọng điểm, nhíu mày nói, lúc ở núi Võ Đang, khi giới luyện võ còn chưa biến đổi. Không phải Nam Cung Giận đã chết rồi hay sao, bị tôi tự tay giết chết, sao lại trở thành người đại diện cho gia tộc Nam Cung đi tham dự hội nghị thập đại cổ tộc được chứ? Thưa cậu chủ, M Dương Song Ngư có một công năng thần kỳ, có thể phóng chế ra một chính mình khác, cha tôi đã sớm sao chép bản thân ra trước đó rồi. Nam Cung Ngự giải thích, người lúc ở núi Võ Đang bị cậu xóa sổ, chính là một trong số đó. Tôi vẫn còn một người cha nữa. Vẫn luôn ở tại gia tộc Nam Cung, chưa rời nửa bước. Còn một người cha nữa sao, lời này nghe thật là khó chịu nha. Tô Thương cười cười, sau đó hỏi, người mà tôi giết lúc đó, là người thật sự hay là người sao chép thế thân? Không rõ nữa. Nam Cung Ngự nghĩ một lúc, sau đó nói, M Dương Song Ngư sao chép được thế thân, nhưng so với thực lực của người thật sự thì có khoảng cách. Nhưng cha của tôi khoảng 20 năm trước. Không biết vì sao mà đột nhiên cảnh giới bị rớt xuống, tương đương với cảnh giới của người thế thân, vì thế tôi cũng không có cách nào phân biệt được rốt cuộc đâu là thật đâu là thế thân. Nam Cung Ngự nói tiếp, cũng chính lúc đó, cha tôi mang Ấu Vi về, Ấu Vi lúc đó vẫn chỉ là một đứa con nít. Cảnh giới ngang nhau. Tô Thương tò mò hỏi, đây chẳng phải điều rất nguy hiểm hay sao, thân thể thay thế đó bất kỳ lúc nào cũng có thể phản lại người thật mà. Không biết nữa. Nam Cung Ngự trả lời, cha tôi có được M Dương Song Ngư, vận dụng M Dương Song Ngư thì có thể áp chế được thế thân. Là thế à? Tô Thương như tỉnh ngộ ra, sau đó cười nói, vậy thì hiểu rồi, chắc hẳn lần mà cảnh giới của Nam Cung Giận kia trượt xuống, có liên quan đến Nam Cung Ấu Vi rồi. M Dương Song Ngư biến ảo thành hình người, giống như là ông ta đã mất đi M Dương Song Ngư. Tô Thương nhìn về phía Nam Cung Ấu Vi. Khẽ cười nói, cái cô Nam Cung Ấu Vi này, chắc chắn là M Dương Song Ngư, linh hồn của cô ấy, không phải người, mà chính là một miếng ngọc thạch. Lại còn có loại chuyện này sao? Nam Cung Ngự cực kỳ chấn động, không ngờ một viên đá, lại có thể biến thành hình người, còn sống ở bên cạnh mình 20 năm nay nữa chứ.
Miếng ngọc thạch này rất đặc thù, là một cái lò luyện khí tuyệt vời, một khi dung hợp lại có thể hấp thụ sức mạnh của ngọc bội, thực lực của nó sẽ được nâng lên rất nhiều. Tô Thương nói tiếp, Phong Khê thiếu gia sở dĩ muốn cưới Nam Cung Ấu Vi, chắc là cũng phát hiện ra điểm này, định nhờ sức mạnh của ngọc thạch trong cơ thể của Nam Cung Ấu Vi, đề cao thực lực của mình. Thì ra là thế. Nam Cung Ngự như hiểu ra, sau đó cung kính nói, cậu chủ, nếu đã như vậy, thay vì để cho tên Phong Khê thiếu gia đó, chỉ bằng đưa sức mạnh của ngọc thạch này cho cậu đi, xem như gia tộc Nam Cung đã lập công lớn cho cậu vậy. Sau khi biết được tình hình của Nam Cung Ấu Vi, mặc dù Nam Cung Ngự cũng muốn mạnh lên, nhưng tất nhiên không ấy không thể làm được loại chuyện đó rồi. Còn nữa, Nam Cung Ngự cũng biết, chuyện này làm gì tới lượt ông ấy, chỉ bằng trực tiếp đưa cho Tô Thương, dùng chuyện này để lấy lòng Tô Thương thì hơn. Không cần, đối với tôi mà nói, khai thác sức mạnh ngọc thạch quả thật là có hiệu quả, nhưng tôi không cần. Tô Thương từ chối nói, hơn nữa, nếu hấp thụ sức mạnh của ngọc thạch, thì Nam Cung Ấu Vi nhất định sẽ khôi phục bản thể, một lần nữa biến thành em Mờ Dương Song Ngư. Cái sức mạnh này cứ để cho cô ấy đi, tôi nhìn thấy cô ấy chính là một người có thể thành tài, sau khi khôi phục linh khí, có lẽ có thể trở thành cao thủ chí cường đó. Tô Thương nhìn vào Nam Cung Ấu Vi nói. Tô Thương vừa dứt lời, Nam Cung Ngự còn chưa trả lời lại, thì trong đầu anh liền vang lên một giọng nói của một người con gái. Người dùng linh hồn truyền âm này, chính là người đang nhắm mắt tu luyện, Nam Cung Ấu Vi. Cảm ơn. Nam Cung Ấu Vi liên tiếng rồi, trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói với Tô Thương, đó là lời cảm ơn, rõ ràng nghe được cuộc nói chuyện giữa Tô Thương và Nam Cung Ngự. Sao mà cảm ơn tôi chứ, tôi chỉ là không muốn cơ thể của cô thôi, không đến mức nói cảm ơn. Tô Thương khẽ cười một tiếng, cũng dùng linh hồn truyền âm nói lại. Anh nhìn ra được thân phận thật của tôi, lại biết dùng sức mạnh trong cơ thể tôi để nâng cao sức mạnh của mình, nhưng lại lựa chọn từ bỏ, tôi tin trên đời này có rất ít người có thể làm được. Nam Cung Ấu Vi truyền âm tiếp mà nói, Tô Thương, tóm lại, cảm ơn anh, chuyện hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ, coi như tôi nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại. Ha ha, không cần đâu. Tôi không có cao thượng như cô nghĩ đâu, sở dĩ tôi lựa chọn không cùng cô kết hợp, chủ yếu là bởi vì bản thể của cô là một viên đá. Tô Thương trêu ghẹo nói, Tô Thương tôi lại không phải kiểu đói bụng ăn tạp, cũng không đến mức ăn luôn cả một thạch nữ chứ. Cái loại này cứng cứng, vừa nghĩ thôi đã thấy đau rồi, nước có thể xuyên qua đá được, cái đồ này của tôi không thể xuyên qua đá được đâu. Tô Thương tinh nghịch cười nói, anh... Nam Cung Ấu Vi vốn dĩ đầy cảm kích với Tô Thương, nhưng khi nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tôi đang khẩn cấp tu luyện, không tiện kết thúc trạng thái tu luyện thì tôi nhất định sẽ khiến anh mất mặt. Ha ha, thế này mới đúng nha, tôi vốn thích các cô gái có ấn tượng xấu với tôi hơn. Tô Thương khẽ cười nói, dù sao đàn ông ưu tú giống như tôi đây, nếu như gieo tình khắp nơi, thì sẽ rất mệt mỏi. Cơ thể làm bằng sắt cũng không gánh nổi hết đâu. Hừm, đồ lãng tử. Nam Cung Ấu Vi lạnh lùng nói. Ha ha, được, không đùa với cô nữa, tôi hỏi cô vài chuyện. Tô Thương cười cười, rồi nói, bản thể của cô vốn là em Mờ Dương Song Ngư, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sinh ra linh trí, tất nhiên đã trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, chứng kiến vài vạn năm phong cảnh ở trái đất. Tôi muốn biết, hơn 2000 năm trước, ở trái đất cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tiên đế ngoại vực vì sao lại muốn xâm chiếm trái đất, là trái đất có chí bảo gì hấp dẫn họ sao? Còn nữa, trận pháp bảo vệ trái đất, tôi càng nhìn càng thấy không giống thiên nhiên hình thành, chắc chắn là cường giả nào đó nghiên cứu để lại, ở trái đất đã từng sinh ra tiên đế siêu việt hay sao? Tô Thương liên tục đặt câu hỏi. Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời anh chứ? Nam Cung Ấu Vi thản nhiên nói. Chậc chậc. Phụ nữ trở mặt đúng nhanh nha, vừa rồi còn luôn miệng nói nợ tôi một ân tình, bây giờ lại không đồng ý trả lời tôi rồi đó hả? Còn không phải vì anh không kín miệng trước hay sao? Nam Cung Ấu Vi lạnh lùng nói, bây giờ anh nói xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc mà nói ra những chuyện tôi biết cho anh nghe đó. Xin lỗi. Tô Thương vừa cười vừa nói, điều đó thì không thể nào, ông đây sao lại phải xin lỗi một thạch nữ chứ? Thạch nữ. Ai ngờ, Nam Cung Ấu Vi nghe được Tô Thương gọi tên theo cách mới đó, nhất thời giận không kiềm được, tức
tức giận đến mức tâm trí thiếu chút nữa thì không ổn định được, nghiến răng nói, anh mới thạch nữ, Tô Thương, anh còn nói năng lung tung nữa thì coi chừng tôi sẽ giết chết anh đó. Mặc dù thực lực của tôi không bằng anh, nhưng anh cũng biết, tôi là âm dương song ngư, gần 10 vạn năm tích lũy, tôi có năng lượng làm bản thân mình tự nổ, không chỉ có thể giết anh, thậm chí có hủy đi cả nửa cái phương Nam này. Nam Cung Ấu Vi nói thêm, Phong Khê Thiếu gia động lòng với tôi, muốn áp chế sức mạnh của tôi, anh ta là người ngoại vực, tất nhiên tôi đang cận kề cái chết thì không thể không theo, vốn định dùng cách tự nổ đó để đối phó anh ta, có điều, nếu anh muốn chết, thì tôi cũng sẽ đồng ý giúp anh. Lúc nói chuyện, Nam Cung Ấu Vi còn đang duy trì trạng thái tu luyện, nhưng có thể thấy được là cô đang giận thật sự, trên mặt lộ ra biểu cảm tức giận rõ rệt. Đừng đừng đừng, bớt giận. Tô Thương mặt mũi đầy vô tội nói, gọi cô là thạch nữ thì sao chứ, vốn dĩ cô là đá, đá chính là thạch, còn là con gái nữa, sao hả, còn ngại thân phận thật của mình nữa hay sao? Hừm, còn dám nói. Nam Cung Ấu Vi tức giận nói, đừng tưởng tôi không biết thạch nữ là có ý gì, tôi hóa thành hình người 20 năm rồi, đã trải qua đủ loại cảm giác của nhân loại rồi đó. Thạch nữ thì có thể có ý gì được chứ? Không phải chính là một viên đá là con gái thôi hay sao? Tô Thương mờ mịt nói. Im miệng. Nam Cung Ấu Vi trầm giọng nói, thạch nữ, là chỉ những người có cái đó không bình thường, không có cách nào làm chuyện nam nữ đó được, không cách nào mà gợi tình được, giống như hòn đá, nhưng tôi thì khác. Mặc dù tôi chưa từng thử qua loại chuyện đó, nhưng tôi tuyệt đối không phải thạch nữ, tôi rất trơn nha. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tôi không phải là thạch nữ, tôi rất trơn. Tô Thương nghe nói như thế, nhất thời mông lung, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cái này, chấm con mẹ nó, mình không tốn tiền mà vẫn được nghe những lời này sao? Còn nữa, con gái bây giờ đều tục tĩu vậy hay sao chứ? Ông đây rõ ràng không có ý đó, sao cô ấy lại liên tưởng đến cái thạch nữ này chứ? Phục rồi nha. Cái đó, cô trơn hay không trơn thì tôi không biết. Dù sao cũng chưa từng thử, nhưng phải giải thích một chút nha, tôi chưa từng có ý nghĩ này bao giờ. Tô Thương giải thích nói, tôi nhìn cô chính là từ một viên đá biến thành hình người, nên mới bảo cô là thạch nữ, tôi không có cái ý tứ kia, tôi có thể thề. Nam Cung Ấu Vi thấy Tô Thương thật tình như thế, đột nhiên cảm thấy quá ngại ngùng, lại nghĩ đến những lời mình vừa nói, lập tức xấu hổ vô cùng. Tô Thương vội vàng nói, được rồi, không nói chủ đề này nữa, những chuyện tôi hỏi trước đó, nếu cô biết thì phiền cô nói cho tôi nghe một chút. Tôi không biết. Sau khi dừng lại vài giây đồng hồ, tâm trạng của Nam Cung Ấu Vi đã ổn định lại, trả lời nói, mặc dù tôi sớm đã sinh ra linh trí, nhưng tôi vẫn luôn bị gia tộc Nam Cung khống chế, cũng không biết xúc đến những cường giả khác ở trái đất. Có điều, theo tôi được biết thì bên trong gia tộc Nam Cung, hơn 2.000 năm trước có một vị cấp bậc chuẩn tiên đế tồn tại, về sau thì không biết tung tích nữa. Nam Cung Ấu Vi nói thêm, người của gia tộc Nam Cung trước đó khống chế tôi, là Nam Cung Giận, sau khi tôi hóa thành hình người, gọi ông ta một tiếng ông nội. Có điều lão già này không có lòng tốt, muốn chờ tôi sau khi trưởng thành, sẽ tìm lấy sức mạnh trong cơ thể của tôi, cũng may nửa năm trước, hai thân thể của ông ta, đều bị giết chết hết rồi. Nam Cung Ấu Vi nói, chuyện này may mắn mà có anh, ở núi Võ Đang đã xóa sổ thân phận thật của Nam Cung Giận. Thì ra Nam Cung Giận ở núi Võ Đang là chính chủ à? Lúc trước tôi vẫn là em Dương Song Ngư, ông ta cũng vì muốn cố gắng đòi bằng được lực lượng của tôi, nên mới bị phản phệ, trượt cảnh giới xuống. Nam Cung Ấu Vi nói tiếp, tôi cũng vì hấp thu được một phần sức mạnh của ông ta, may mắn đúng dịp mới tiến hóa thành hình người. Thì ra là thế. Tô Thương gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, thạch nữ, cô tu luyện như vậy, có thể đạt đến cảnh giới gì? Không biết. Nam Cung Ấu Vi hơi lắc đầu rồi nói, nếu như linh khí khôi phục, mười mấy năm sau, ít nhất thì tôi có thể đạt được chuẩn tiên đế đó. Chuẩn tiên đế? Tô Thương kinh ngạc, nhịn không được mà nói, khủng bố như vậy sao? Bây giờ cô chỉ là cảnh giới giả đan nhất chuyển. Thậm chí còn chưa đặt chân đến kết đan chân chính mà. Rất khó tin hay sao? Nam Cung Ấu Vi khẽ cười nói, tôi hấp thụ tinh hoa đất trời 10 vạn năm, hóa thành hình người để tu luyện, vài chục năm đạt đến chuẩn tiên đế, cũng không được tính là tốc độ bình thường hay sao chứ?
Chuyện này, cũng đúng. Tô Thương khẽ gật đầu, mặc dù hơi khoa trương, nhưng không thể không nói, cái cô thạch nữ này quả thật là rất khủng bố nha. Còn chuyện gì nữa không, nếu không thì tôi muốn tiếp tục bế quan. Nam Cung Ấu Vi nói. Không. Tô Thương khẽ cười nói, tiểu thạch nữ, cố lên, nhớ kỹ, cô còn nợ tôi một ân tình, hy vọng tương lai không xa, cô có thành tựu vị thế rồi, đến lúc đó cô sẽ bảo kê cho tôi nha. Không vấn đề gì, chờ đã, đừng gọi tôi là thạch nữ nữa. Nam Cung Ấu Vi hơi nghiến răng nói. Được rồi thạch nữ, Tô Thương thuận miệng nói. Anh! Nam Cung Âu Vi giọng điệu lạnh lùng nói, hừm, thôi không tính toán với anh nữa, chờ sau khi tôi xuất quan nhất định phải xử đẹp anh mới được. Nói xong, Nam Cung Âu Vi liền ổn định cảm xúc, đơn phương khép lại cuộc nói chuyện giữa hai người. Tô Thương cười cười, cũng không đùa với Nam Cung Âu Vi nữa, mà nhìn về phía cái xác của Trường Phong. Ha ha, được lắm, ông ta từng là cảnh giới hóa thần, mặc dù sau khi đến trái đất bị trượt cảnh giới. Nhưng cơ thể thì vẫn ở cảnh giới hóa thần. Nếu có thể tận dụng được cơ thể này, ngược lại có thể bồi dưỡng được một người tu chân cảnh giới nguyên anh rồi. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nói, Nam Cung Ngự, ngồi khoanh chân lại, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Vâng. Nam Cung Ngự cực kỳ kích động, vội vàng làm theo lời Tô Thương nói, im lặng chờ đợi thao tác của Tô Thương. Đợi tôi phong bế ý thức của ông, để ông không có cảm giác gì hết. Sau khi chuyện thành công, ông sẽ tự có ý thức trở lại. Tô Thương nói tiếp, đến lúc đó, ông ít nhất có thể đặt chân được đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nam Cung Ngự đầu tiên là cực kỳ hưng phấn, nhưng ngay sau đó liền nói, cậu chủ, ở trái đất có điểm xấu, chỉ sợ tôi. Không cần lo lắng điểm xấu. Tô Thương khẽ cười nói, cái tên Trường Phong này, có thể không gặp phải điểm xấu, trong cơ thể ông ta tất nhiên có chí bảo. Tôi sẽ cướp ra trước, tặng cho ông, để ông không gặp phải những điểm xấu đó nữa. Được, mọi chuyện đều nghe theo cậu chủ sắp xếp. Nam Cung Ngự run rẩy cuống họng nói ra, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu rồi. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, Nam Cung Ngự lập tức mất đi ý thức. Sau đó, Tô Thương hai tay bấm quyết, lập tức liền phóng ra một luồng ánh sáng chói lóa, bao phủ lấy cơ thể của Trường Phong. Cứ như vậy, khoảng nửa tiếng sau, Tô Thương dừng tay, luồng ánh sáng đó cũng tản đi. Lúc này, có thể Trường Phong chỉ còn lại một cánh tay trên cơ thể của Nam Cung Ngự, toàn bộ những bộ phận khác đều đã biến mất. Hiện trường chỉ còn lại đầy xương cốt, nhưng không hề có một vết máu. Bởi vì tất cả những tinh huyết của ông ta, đều bị Tô Thương lấy ra, dung nhập với cánh tay còn sót lại rồi. Giờ phút này... Cánh tay đó đang ẩn chứa tất cả sức mạnh của Trường Phong, mạnh mẽ vô cùng. Vảy rồng của Viêm Long Tiên Đế. Lúc này, Tô Thương mở bàn tay ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thoải mái, Trường Phong cũng vì vật này nên mới có thể không gặp điểm xấu, như thế thì tốt quá rồi. Cao thủ ngoại vực chắc chắn có những vật tương tự, hoặc là vảy rồng, hoặc là đế khi ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, trước đó anh lại không hề để ý những thứ này. Tô Thương khẽ cười nói. Sau này khi xóa sổ cao thủ ngoại vực, ngược lại mình có thể để ý một chút. Thêm cả Trường Phong thì Tô Thương đã giết được 3 tên cao thủ ngoại vực rồi. Tại núi Côn Luân, trước khi anh bế quan đã giết một người, sau khi bế quan lại giết một người, có điều đều không lấy cái thứ được điểm xấu này. Bởi vì Tô Thương cảm thấy, trái đất sẽ nhanh chóng được hồi phục linh khí thôi, có những thứ này cũng vô dụng. Bây giờ xem ra giữ lại để bồi dưỡng cho những người thân cận bên cạnh. Cũng là một lựa chọn tốt. Việc lấy ra cánh tay của Trường Phong đã được giải quyết, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Tô Thương khoanh chân ngồi sau lưng Nam Cung Ngự, hai tay nhanh chóng bấm quyết, linh khí quanh thân tràn ngập. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã hết nửa ngày, Tô Thương cuối cùng cũng dừng lại. Luồng ánh sáng đã tản đi, Nam Cung Ngự tại hiện trường đã hoàn chỉnh, cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, trên cơ thể Nam Cung Ngự lúc này phát ra uy thế cực kỳ cường đại khủng bố, nhìn khí tức là đã biết ông ấy đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi. Vốn dĩ ông ấy cũng ở cảnh giới giả đan, hơn nữa cũng không chỉ một lần làm vỡ vụn kim đan. Vì thế, dưới sự trợ giúp của cơ thể Trường Phong, Nam Cung Ngự đột phá đến kết đan, như nước chảy thành sông.
Hơn nữa có thêm sắc vàng của vảy rồng nữa, ngăn được những điểm xấu, Nam Cung Ngự có thể liên tiếp tấn cấp, lấy tốc độ khủng khiếp mà đặt chân đến kết đan đỉnh phong. Sau đó, kim đan vỡ vụn, đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Bởi vì cơ thể của Trường Phong, thuộc cảnh giới hóa thần, Tô Thương lại tiến hành cô đọng lại hết lên cánh tay này, vì thế nên sức mạnh của nó là cực kỳ lớn. Sau khi Nam Cung Ngự tấn cấp Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không ngừng tăng tốc tấn cấp, mà tiến thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ, rồi cảnh giới mới ổn định lại. Nguyên Anh hậu kỳ. Tô Thương hài lòng nhìn kiệt tác của mình, khẽ cười nói, được lắm, mình ngược lại lại có thêm một trợ thủ rồi. Sau khi nói một mình, Tô Thương nhấc tay vung lên, sau một giây, Nam Cung Ngự liền tỉnh lại. Tôi. Lúc này, Nam Cung Ngự đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình, vô cùng mừng rỡ mà nói, tôi lại có thể đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi sao? Cảnh giới Nguyên Anh, tuổi thọ mấy ngàn năm, không ngờ Nam Cung Ngự lại có thành tựu ngày hôm nay, ha ha ha. Sau khi lộ ra biểu cảm mừng rỡ đó, Nam Cung Ngự nhìn về phía Tô Thương bên cạnh, quỳ bịch một tiếng xuống đất, lập tức tràn đầy cung kính. Cảm ơn cậu chủ đã giúp đỡ, từ nay về sau, cái mạng này của tôi chính là của cậu. Nam Cung Ngự cung kinh nói không dám chút quá đáng nào. Mặc dù ông ấy đặt chân đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng ông ấy đã bị Tô Thương làm cho khuất phục rồi, hơn nữa lại có thêm khế ước linh hồn, tất nhiên không dám sinh ra suy nghĩ chống đối. Dù là ông không nói, thì cái mạng này của ông, cũng đã là của tôi rồi. Tô Thương khẽ cười nói, đừng nói là cảnh giới Nguyên Anh, dù là ông có đặt chân đến hóa thần, độ kiếp, chỉ cần ông dám có ý đồ không tốt với tôi, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu tôi thôi, cũng khiến cho ông hồn phi phách tán như cũ. Tiểu nhân không dám, Nam Cung Ngự nơm nớp lo sợ nói. Tốt nhất là như thế. Tô Thương cười cười, sau khi nói chuyện, liền tự lẩm bẩm, sức mạnh pháp tắc ở trái đất, là có tồn tại, trước đó mình đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Sở dĩ không có lôi kiếp là vì mình ở bên trong trận pháp bảo vệ, ngăn cách lôi kiếp, nhưng vì sao Nam Cung Ngự đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, cũng không sinh ra lôi kiếp chứ? Nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn thoáng qua Nam Cung Ấu Vi đang tu luyện, nhất thời như hiểu ra. Lôi kiếp có tới, có điều đã bị cô ấy hấp thụ hết, lôi kiếp cũng được tính là sức mạnh của trời đất, M Dương Song Ngư, thứ này thật không đơn giản nha. Cho dù ở Huyền Thiên Tiên Vực, M Dương Song Ngư cũng được coi là thứ cực kỳ tối cao, thành tựu trong tương lai của cô ấy, chắc chắn kinh người, hy vọng có thể trở thành trợ thủ để đối phó với tiên đế ngoại vực. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền mở miệng nói, Nam Cung Ngự, chúng ta đi thôi, qua núi Cửu Phong. Vâng, Nam Cung Ngự cung kính đồng ý. Thạch nữ, chờ mong cô xuất quan, có duyên gặp lại. Đến lúc đó nhớ kỹ phải để tôi xem rốt cuộc cô có trơn hay không trơn nha. Trước khi đi, Tô Thương không quên trêu chọc Nam Cung Ấu Vi. Tô Thương. Nam Cung Ấu Vi mặc dù đang tu luyện, nhưng nghe đến những lời trêu chọc của Tô Thương lập tức nổi giận đến phát run, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Thương ngay được. Hừ. Nhưng tiếp theo đó, Nam Cung Ấu Vi bỗng nhiên phát hiện ra, tâm cảnh của mình bị ảnh hưởng vậy mà lại được nâng cao lên rồi. Bao lâu nay, lòng mình vẫn bình lặng như mặt nước, cho dù là Phong Khê thiếu gia có buông lời muốn cướp lấy sức mạnh của trong cơ thể của mình thì mình vẫn thản nhiên như không, bởi vì anh ta không hề dám ra tay. Mình chính là cháu gái cưng của Nam Cung Diệu, cha mình lại là con gái của ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung, từ nhỏ đến lớn không ai dám hỗn láo với mình. Nam Cung Ấu Vi nói, lại thêm, mình lại còn có một trái tim bằng đá. Cho nên cảm xúc của mình ít khi bị làm cho dao động, do đó tâm cảnh càng khó để cải thiện được. Vừa nãy bị Tô Thương chọc giận, thì tâm cảnh của mình lại có chút buông lỏng xuống rồi. Nam Cung Ấu Vi không nhìn được đoán, lẽ nào là Tô Thương đã sớm nhìn ra được con người thật của mình, cho nên mới mở miệng trêu chọc, mục đích là muốn giúp mình tu luyện sao? Nghĩ đến đây, biểu cảm của Nam Cung Ấu Vi có chút phức tạp, bỗng nhiên cô ta cảm thấy có chút áy náy. Tô Thương giúp mình như vậy, nhưng lúc nãy mình còn hận không thể giết chết được anh ta, chuyện này. Hai, mình không nên như vậy mà. Tô Thương, tôi nợ anh một ân tình. Nam Cung Ấu Vi tôi có ơn tất báo, chờ tôi xuất quan rồi thì nhất định sẽ báo đáp anh. Sau khi tự lẩm bẩm với mình một hồi, thì Nam Cung Ấu Vi bình tĩnh lại, tập trung tinh thần vào tu luyện. Chỉ là,
Đối với những thay đổi tâm lý của Nam Cung Ấu Vi, Tô Thương lại không hề biết gì, bởi vì, anh không có suy nghĩ nhiều như vậy, anh thật sự chỉ là đang trêu chọc Nam Cung Ấu Vi mà thôi. Vì Nam Cung Ấu Vi lại cùng một chiến tuyến với cổ tộc, cô ta đến núi võ đang là để ngăn chặn giới luyện võ cải biến. Chuyện này Tô Thương ghi nhớ rất rõ ràng, cho nên mới mở miệng trêu chọc cô ta, để cô ta tức giận chơi, ai ngờ lại chó ngáp phải ruồi rồi chứ. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi gia tộc Nam Cung, Tô Thương và Nam Cung Ngự ngồi cùng một chiếc trực thăng, không hề chần chừ, mà bay thẳng đến núi Cửu Phong ở phía nam tỉnh An Huy. Sau mấy tiếng đồng hồ thì trực thăng của gia tộc Nam Cung đã đáp xuống bên ngoài một trang viên ở núi Cửu Phong. Nơi này chính là địa bàn của gia tộc Nam Cung, diện tích không lớn, nhưng vừa vặn để đáp xuống. Cậu chủ, trong trang viên này chỉ có một quản gia, ba người hầu, chứ không có một cao thủ nào. Sau khi trực thăng đáp xuống thì Nam Cung Ngự cung kính nói, cuộc chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê Thiếu Gia sẽ diễn ra vào ngày mai, đêm nay cậu sẽ ở đây hay là trực tiếp đi lên núi Cửu Phong? Đi lên núi Cửu Phong đi, ông đi cùng với tôi. Tô Thương thản nhiên nói. Trên núi Cửu Phong có Thiên Sơn Tuyết, còn có hai đứa con của anh, Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Sau khi giới luyện võ cải biến xong thì Tô Thương vẫn luôn bế quan, thoáng cái đã nửa năm không gặp bọn họ rồi. Vâng. Nam Cung Ngự cung kính gật đầu, rồi đi theo Tô Thương tiến về phía núi Cửu Phong. Giờ này đã là đêm khuya rồi. Ngày hôm sau, Phong Khê Thiếu Gia sẽ dẫn theo mấy tên cao thủ cổ tộc thanh tẩy núi Cửu Phong. Bây giờ, thế lực luyện võ khắp nơi trên trái đất đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại núi Cửu Phong là chưa bị ngoại vực chấm mút mà thôi. Có thể không phải là nói quá, nhưng một khi núi Cửu Phong bị đánh chiếm thì xem như giới luyện võ đã hoàn toàn bị đánh sụp. Ngày mai, chính là thời khắc tồn vong của giới luyện võ. 2. Không biết tiền bối Ngô Thanh Ảnh có thể đánh bại được Phong Khê Thiếu Gia, bảo toàn tôn nghiêm cuối cùng của giới luyện võ không nữa. Nếu như tiền bối Ngô thua rồi, thì không chỉ núi Cửu Phong bị diệt mà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo, thậm chí cả giới luyện võ, cũng không thể nhìn thấy được hy vọng nữa. Cảnh giới giả đan cửu chuyển, hoàn toàn đã vượt qua kết đan chân chính, tiền bối Ngô có thể nhẹ nhàng đánh bại Hạ Hầu Võ, nhưng cho dù là đạt đến cảnh giới võ thánh rồi thì khi đối mặt với Phong Khê Thiếu Gia thì cũng không có lực chiến đấu để đánh được một trận. Tiền bối Ngô không phải đã nói rồi sao? Bà ấy chí ít cũng có thể xử được Phong Khê Thiếu Gia, nguy cơ ngày mai cũng không khó để giải trừ. Lần này cao thủ Nguyên Anh đến trái đất không chỉ có mình Phong Khê Thiếu Gia, ngoài anh ta ra, còn có 9 người nữa, toàn bộ đều giống với cảnh giới của anh ta, cho dù là Phong Khê Thiếu Gia chết rồi thì giới luyện võ vẫn tràn đầy nguy hiểm, trên thế giới lại không có người thứ hai như tiền bối Ngô. Sơn chủ Thạch Hạo Hãn của vùng đất tế trời, đã là đẳng cấp đỉnh phong của giới luyện võ rồi. Nhưng ông ấy thi triển thần công Thái Sơn rồi thì vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Anh. Ông ấy đã bị Phong Khê bắt giam ở gia tộc Thượng Quan rồi. Núi Bồ Đề, Lao Sơn, núi Nga Mi, tất cả các ngọn núi danh tiếng đều bị bắt cả rồi. Còn ai có thể chống đỡ cho giới luyện võ nữa chứ? Minh chủ của chúng ta đâu rồi? Nửa năm nay không nghe thấy tin tức gì của anh ấy. Một tay anh ấy khởi động cải biến giới luyện võ, bộc phát ra lực chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Nếu như có thể xuất hiện có lẽ sẽ bảo vệ được giới luyện võ. Anh nói Tô Thương sao? Anh ta thì thôi đi vậy, tôi nghe nói, nửa năm trước, ở trên núi Võ Đang, anh ta chẳng qua chỉ là dùng trận pháp của núi Võ Đang cho nên trong thời gian ngắn mới có thể có được thực lực đánh bại Nam Cung Dận mà thôi. Không sai, cảnh giới thật sự của Tô Thương chỉ là trúc cơ, hơn nữa còn là lúc đại hội võ thuật diễn ra mới tấn cấp lên thôi, mới nửa năm. Anh ta mạnh lên được bao nhiêu chứ, nói không chừng còn không bằng tôi nữa, tôi ít nhất cũng đã là cảnh giới võ tôn rồi, có thể sánh ngang với kết đan sơ kỳ, giả đan tam chuyển cũng chưa hẳn là đối thủ của tôi, thời gian nửa năm thôi mà, Tô Thương cũng không thể là đã đặt chân lên giả đan tam chuyển chứ. 2. Nói đến trái đất có lẽ thật sự vẫn có một người có thể chống trả lại được với các cao thủ ngoại vực kia. Ai vậy? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là Tô Vô Kỵ tung hoành khắp thiên hạ 100 năm trước rồi, lúc đó ông ấy đã là độ lôi kiếp của cảnh giới Nguyên Anh rồi, nếu như ông ấy còn sống đến bây giờ thì chắc chắn có thể chiến với Phong Khê Thiếu Gia một trận. Tô Vô Kỵ, niềm hy vọng của loài người, đáng tiếc, ông ấy đã bị lôi kiếp đuổi giết rồi, chỉ còn là cái xác không hồn.
Một đêm này, đông đảo những người luyện võ đang tụ tập ở trên núi Cửu Sơn, đều quyết định sẽ không ngủ, bọn họ tụ tập thành top 5, top 3 bàn tán xôn xao. Tô Thương và Nam Cung Ngự đi ngang qua, đương nhiên nghe được cuộc đối thoại của những người này, chỉ là hai người họ cũng không thèm để ý tới. Vòng qua bọn họ, Tô Thương dẫn theo Nam Cung Ngự trực tiếp bay thẳng về phía núi Cửu Sơn. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước cửa sơn môn của núi Cửu Phong. Một đám đệ tử của núi Cửu Phong phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Thương và Nam Cung Ngự liền tiến lên ngăn lại. Dẫn đầu đám đó là một tên thanh niên, sắc mặt khó coi nói, lão minh chủ có lệnh, hễ mà là đệ tử của giới luyện võ muốn nương nhờ vào núi Cửu Phong thì không được đi vào núi Cửu Phong, hai người các người, mau mau rời đi, không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Nói xong, tên thanh niên dẫn đầu liền rút thanh kiếm dài trong tay ra, lạnh lùng chăm chú nhìn Tô Thương. Sau lưng anh ta, còn có 20, 30 đệ tử núi Cửu Phong, cũng đồng loại rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía Tô Thương và Nam Cung Ngự. Người tới là khách. Tô Thương dừng chân lại, sau đó bình thản nói, núi Cửu Phong mấy người sao lại đối xử với khách khứa như vậy chứ? Hừ, tên thanh niên dẫn đầu lạnh lùng nói nhảm làm gì, kêu anh cút đi, nếu không cút thì cứ chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết đi nhé. Ha ha. Tô Thương lạnh lùng cười nói, những người trước kia muốn giết tôi đều chết hết cả rồi, anh chắc chắn muốn dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi chứ. Làm gì có ai ngông cuồng như vậy, ở trên núi Cửu Phong mà còn dám làm loạn, cái đồ chó không biết sống chết. Tên thanh niên dẫn đầu cầm thanh kiếm dài trong tay, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, lập tức muốn ra tay. Nhị ca, chờ chút. Đúng lúc này, có một tên đệ tử núi Cửu Phong từ đằng sau chạy tới. Vội vàng nói, người này tôi biết, anh ấy chính là minh chủ Võ Lâm, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Ngay sau đó, tên đệ tử này đi đến trước mặt của Tô Thương, hai tay chắp lại, nở một nụ cười, khách sáo chào hỏi Tô Thương. Tô thiếu gia, xin lỗi, nhị ca nửa năm trước đang bế quan, không tham gia đại hội võ thuật cho nên không có đi đến núi Võ Đang, bởi vậy mới không nhận ra anh, mong anh tha thứ. Tên đệ tử cao cao. Gầy gầy này, cười nói, lần trước tạm biệt đã là nửa năm rồi, hôm nay có thể gặp được anh ở đây thực sự là quá tốt rồi. Là anh. Tôi có chút ấn tượng với anh. Tô Thương nhìn sang người thanh niên cao gầy, lúc trước ở trên núi Võ Đang, người này có thái độ với mình không tệ, Tô Thương cũng cảm nhận được sự chân thành của đối phương, cho nên anh mới nhớ đến anh ấy. Không ngờ Tô thiếu gia còn nhớ đến tôi, ha ha, đây đúng là vinh hạnh của tôi. Tôi tên là Ngô Phong, Ngô Thanh Ảnh chính là bà cô của tôi. Người thanh niên cao gầy tự giới thiệu về mình, sau đó mỉm cười chủ động mời, Tô thiếu gia, nhanh, mời anh đi vào trong. Tô Thương gật đầu, sau đó anh liền muốn cùng với Nam Cung Ngự tiến vào trong sơn môn. Đứng lại. Nhưng lúc này, tên thanh niên dẫn đầu sắc mặt khó chịu nói, Ngô Phong, đây là cái thứ chó gì chứ mà dám dẫn vào bên trong núi Cửu Phong. Cậu quên những lời lão minh chủ dặn dò rồi sao? Nhị ca. Ngô Phong vội vàng cười trừ nói, Tô thiếu gia không phải là người ngoài, anh ấy chính là cha của Tinh Hà và Du Du, có quan hệ với minh chủ của chúng ta. Cậu im miệng đi. Tên thanh niên dẫn đầu liền cắt ngang lời, lạnh lùng nói, đừng có ở trước tôi nhắc đến mấy chuyện đó. Nói xong, anh ta lại nhìn sang Tô Thương, trầm giọng nói, anh chính là Tô Thương, đồ chó. Gan to quá nhỉ, vậy mà dám làm vấy bẩn Tuyết Nhi. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ ngay thời khắc tôi đột phá lên cảnh giới võ tôn thì anh lại tự mình dâng tới cửa, ha ha ha. Đến đi, để cho tôi biết cái gọi là hậu nhân của nhà họ Tô, minh chủ Võ Lâm là mạnh như thế nào. Nhị ca, anh đừng có hành động theo cảm tính, chẳng lẽ anh đã quên, Tô thiếu gia chính là người sẽ phá vỡ thế cục của núi Cửu Phong chúng ta rồi sao? Ngô Phong nhắc nhở nói, tôi khinh, tên thanh niên dẫn đầu khinh thường nói, tôi nghe nói nửa năm trước, anh ta chỉ mới là trúc cơ, mới nửa năm thôi mà, anh ta có thể đặt chân lên cảnh giới trúc cơ hậu kỳ là tốt lắm rồi, thì lấy gì mà phá thế cục chứ? Tôi đã là cảnh giới võ tôn rồi, có thể sánh ngang với kết đan sơ kỳ, anh ta ngay cả tôi cũng không bằng, nếu như anh ta có thể hóa giải kiếp nạn của núi Cửu Phong thì ông đây đã có thể trèo lên trời cao hái trăng luôn rồi. Tô Thương, danh hiệu anh uy phong như vậy,
là hậu nhân của nhà họ Tô, rồi lại là minh chủ của Võ Lâm, thì sao chứ, có dám đánh nhau với tôi không? Tên thanh niên dẫn đầu khiêu khích nói. Đánh thì đánh, tác thành cho anh. Tô Thương nghe vậy, bình thản nói. Tô thiếu gia. Lúc này, Ngô Phong nhỏ giọng nói, anh ấy là Từ Nhị, là thiếu phong chủ của Kình Thiên Phong, một trong 9 đỉnh núi của Cửu Phong, lúc nhỏ rất thân với minh chủ. Lúc đầu minh chủ rời khỏi núi Cửu Phong, đi đến Giang Bắc, Từ Nhị hoàn toàn không biết, anh ấy cứ nghĩ minh chủ ra ngoài rèn luyện. Đợi đến khi minh chủ trở về thì đã mang thai rồi, Từ Nhị bị đả kích rất lớn, anh ấy suy sụp tinh thần một thời gian rất lâu, sau đó liền bế quan không ra ngoài nữa. Ngô Phong nói tiếp, thiên phú tu luyện của Từ Nhị, trong số các thanh niên cùng tuổi ngoại trừ minh chủ ra thì anh ấy là tốt nhất. Anh ấy bế quan 4-5 năm thì đã là cảnh giới thiên tông đỉnh phong rồi, vừa đúng lúc giới luyện võ khởi động cải biến, thế là anh ấy nhân cơ hội đó một bước trở thành cảnh giới thần tông, trở thành thần tông thứ hai đám thế hệ trẻ ở Cửu Phong. Ngô Phong tiếp tục nói, sau khi tấn cấp lên thần tông, thì bà cô của tôi nhìn thấy anh ấy có thiên tư không tồi, nên đã chỉ điểm cho anh ấy, thậm chí còn cung cấp cho anh ấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện, bởi vậy, trong vòng nửa năm anh ấy đã đặt chân lên cảnh giới võ tôn. Tô thiếu gia, thực lực của Từ Nhị không thể xem thường, hơn nữa anh ấy còn vô cùng hận anh, theo như tôi thấy anh vẫn nên tạm tránh cơn phong ba này đi. Ngô Phong nhắc nhở nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mà, không cần đâu, võ tôn thôi mà, tôi có thể ứng phó được. Tô Thương mỉm cười, nhìn thẳng vào Từ Nhị, thản nhiên nói, tiểu lão nhị, ra tay đi. Anh gọi tôi là gì? Từ Nhị nghe vậy, lập tức nổi giận đùng đùng. Tiểu lão nhị. Tô Thương nhếch mép lên nói, sao nào, không được sao? Ha ha, tiểu lão nhị, gọi như vậy cũng độc đáo quá nha. Con mẹ nó đây không phải là chỉ gà sao, ở chỗ chúng tôi gọi mấy người lùa gà là lão nhị đó. Ha ha ha, tiểu huynh đệ của tôi, trùng hợp quá, chỗ chúng tôi cũng gọi như vậy. Cút con mẹ nó đi, ai là tiểu huynh đệ của anh hả, tiểu huynh đệ cũng có nghĩa là gà còn gì. Tô Thương sao lại gan quá vậy, vậy mà dám khiêu khích Từ Nhị cảnh giới võ tôn, anh ta không muốn sống nữa sao? Trúc cơ nửa năm trước. Nửa năm sau thì có thể mạnh lên bao nhiêu chứ, có lẽ là do có lão già bên cạnh làm chỗ dựa cho anh ta thôi. Cách đó không xa, đông đảo những người luyện võ trước đó đã đến tụ tập ở núi Cửu Phong, cười đùa bàn tán xôn xao. Chấm chấm chấm. Tô Thương. Từ Nhị đương nhiên có thể nghe hết được những lời bàn tán của đám người kia, vốn dĩ anh ta đã rất tức giận rồi, bây giờ lại càng nổi trận lôi đình, nghiến răng nói, hừ, còn dám sỉ nhục tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh chết chắc. Vừa dứt lời, Từ Nhị không chút do dự, liền cầm kiếm lao thẳng tới, chân khí cuồn cuộn ngưng tụ ra hình thành nên kiếm thế vô cùng khủng bố, trực tiếp lao tới. Một chiêu giết chết này, là chiêu thức anh ta đã khổ luyện rất lâu, cũng là chiêu mạnh nhất của anh ta. Thân phận của Tô Thương, ở núi Cửu Phong quả thực rất cao, vì để tránh gây thêm rắc rối, cho nên Từ Nhị mới muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp giết chết Tô Thương. Xem như xong hết mọi chuyện. Thủ đoạn thật khủng khiếp, một chiêu này, cho dù là võ tôn trung kỳ thì e rằng cũng đều muốn tránh đi cho lành. Không hổ danh là thiên tài do tiền bối Ngô Thanh Ảnh dạy dỗ, thực lực quả nhiên khủng bố. Xem ra Tô Thương chết chắc rồi, đến giờ cũng không thấy anh ta phản kháng lại, chắc hẳn là ngay cả sức đánh trả lại cũng không có mà. Chết thì chết, anh ta đã khởi động cải biến giới luyện võ rồi, tôi cũng rất cảm kích anh ta. Là anh ta đã giúp cho giới luyện võ biến hóa long trời lở đất, nhưng anh ta là người tu chân, hơn nữa thực lực của anh ta căn bản cũng không có tư cách làm minh chủ võ lâm. Không sai, người tu chân thì cũng thôi đi, nhưng anh ta quá yếu, vị trí minh chủ võ lâm phải là người có tài mới có được, nếu như anh ta ngay cả võ tôn sơ kỳ mà cũng không đánh lại thì dựa vào cái gì mà làm minh chủ võ lâm chứ? Chấm chấm chấm. Đông đảo người luyện võ có mặt ở nơi đó. Trong đó không thiếu gì những người là minh chủ, tông chủ cảnh giới võ tôn, hoàn toàn có thể ra mặt hóa giải nguy cơ cho Tô Thương, nhưng lại không có bất kỳ ai ra tay ngăn cản lại. Keng! Chính ngay lúc mà mọi người đều nghĩ Tô Thương sẽ chết chắc, thì Tô Thương lại giơ cánh tay lên, duỗi hai ngón tay ra chặn lấy kiếm thế của Từ Nhị. Cái gì? Không thể nào! Từ Nhị vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Sau đó anh ta lại cố gắng ra sức muốn đánh xuống.
Nhưng hai ngón tay của Tô Thương dường như có một sức mạnh vô tận, khiến cho kiếm thế của anh ta không thể tiến lên thêm một mm nào. Sau một lúc, Tô Thương liền búng tay một cái, thả kiếm thế của Từ Nhị ra, trong nháy mắt kiếm thế của anh ta liền tản mát khắp nơi. Từ Nhị cũng bị liên lụy khá nặng, phun ra một ngụm máu, cơ thể bỗng nhiên bị đẩy lùi lại phía sau, sau đó liền ngã vật xuống đất, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Tiểu Lão Nhị. Sau khi đánh bại một chiêu của Từ Nhị, Tô Thương từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt lạnh lùng uy hiếp nói, trước khi bản thân mình không có thực lực thì không nên đem chữ chết treo ở trên miệng, như vậy chỉ hại chính anh mà thôi. Hôm nay nể mặt Tuyết Nhi và tiền bối Thiên Niên Sát, tôi không giết anh, nếu như còn có lần sau, thì sẽ giết chết không tha. Thắng rồi. Tô Thương chỉ tùy tiện ra tay, và dùng chỉ một chiêu thôi mà đã đánh bại Từ Nhị cảnh giới võ tôn rồi. Cảnh tượng diễn ra khác xa với dự đoán của mọi người, khiến cho ai nấy đều há hốc cả mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.